Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 88. Cũng giống như hắn, Nam Cung Vãn Ngọc là một yêu nghiệt kỳ tài có thể nắm giữ được kiếm ý tiên thiên khi còn chưa đạt đến cảnh giới tử phủ, được liệt vào hàng tam vương thất anh trong thất anh. Ngẫm lại, nếu hắn cũng có được cảnh giới võ học, e là Âu Dương Hạo khó có thể tiếp được 10 chiêu của hắn, có khi chỉ mới một chiêu thôi đã bỏ mạng rồi. Hiển nhiên, khi đối mặt với Nam Cung Vãn Ngọc, có thể đánh được 10 chiêu mới bại, thủ đoạn bực này thì dù không phải ý chí võ học, sợ là cũng không kém bao nhiêu. Dương Phàm đang ngầm khuyên nhủ hắn, bảo hắn đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Kiếm ý của hắn chưa chắc sẽ có hiệu quả với hai người này, một khi không cách nào áp chế đối phương, bọn họ tất sẽ dùng ưu thế cực lớn về tu vi để nghiền ép hắn. Ngước nhìn linh quả liên tục rơi xuống từ cây đại thụ chọc trời kia, Dương Phàm thờ ơ nói, lại nói, quả hóa yêu này có tác dụng rất lớn đối với yêu thú, vì dù sao thì nó cũng bắt nguồn từ huyết mạch và hồn phách của yêu thú. Đối với yêu thú có huyết mạch đặc biệt, thứ này tương đương với thuốc thần. Hai mắt Lâm Nhất lập tức tỏa sáng, ánh mắt lộ rõ sự quyết đoán. Xem ra, ngoại trừ bản thân, hắn còn phải tranh thêm một ít cho ngựa huyết long. Hắn vẫn nhớ rõ lúc mình bị thương, đối phương đã mang đến cho hắn bao nhiêu linh quả, lần này hắn nhất định sẽ dành thêm một số nữa cho ngựa huyết long. Được. Một khi đã quyết định, Lâm Nhất không chút do dự nhảy lên, sau vài lần lên xuống, hắn đã lao về phía cây luyện yêu to như quả núi kia. Thân pháp của hắn rất nhanh, Dương Phàm và Quách Húc còn chưa kịp phản ứng thì chợt có kim quang lóe lên, Lâm Nhất đã vọt về phía trước với tốc độ tia chớp. Dương huynh, xem ra Lâm Nhất đã quyết tâm phải tranh cho bằng được. Quách Húc khẽ thở dài, đương nhiên hắn cũng hiểu những lời vừa rồi của Dương Phàm là có ý khuyên đối phương lùi bước. Dương Phàm cười khổ rồi trầm ngâm nói, có lẽ đó chính là kiếm tu, không có một trái tim không sợ sống chết thì sao có thể đi đến ngày hôm nay. Kim quang tiêu tán, Lâm Nhất giang tay ra, hệt như kim ô từ trên trời lao xuống, phút chốc đã rơi xuống trước cây luyện yêu. Nơi đó đông nghịt người, tụ tập các nhân tài kiệt xuất của thế gia thành Thiên Lăng cùng với rất nhiều tán tu mạnh mẽ cố ý tìm đến để tranh đoạt quả hóa yêu. Hắn đáp xuống tạo thành một tiếng nổ vang dội, khiến mặt đất rung chuyển. Ngay lập tức, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Lâm Nhất, sau một vài giây bất ngờ, bốn phía lập tức vang lên tiếng kinh hô. Giờ phút này, cái tên Lâm Nhất đã sớm nổi danh khắp thành Thiên Lăng, không ai không biết, không ai không hiểu. Hắn như một ngôi sao chổi, rơi xuống thành Thiên Lăng yên bình, vừa xuất hiện đã tạo thành chấn động mãnh liệt, làm bùng lên một cơn sóng lớn trong giới nhân tài kiệt xuất thuộc thành Thiên Lăng. Trong mắt rất nhiều người, hắn có thể sống được đến ngày hôm nay vốn đã là một kỳ tích. Ngoại trừ những người từng thấy hắn đánh bại Âu Dương Hạo, số võ giả còn lại đều nhếch mép cười châm chọc khi thấy Lâm Nhất. Trong mắt bọn họ lộ rõ hai chữ, muốn chết. Tên này lại dám ra mặt à? Tần Húc, người của Tần gia thành Thiên Lăng, và là một trong thất tú Thiên Lăng, lộ vẻ kinh ngạc, đúng là to gan mà. Cổ Dương, thế tử Cổ gia thành Thiên Lăng, cũng là một trong thất tú Thiên Lăng, lộ vẻ nghiến ngẫm. Riêng người của Kim gia, Trần gia cùng với Tiêu Vân Tông thì tỏ thái độ cực kỳ lạnh lùng và âm tàn. Ngay khi nhìn thấy Lâm Nhất, lửa giận trong lòng bọn họ lập tức bùng lên, sau đó rực cháy, không cách nào khống chế được. Bởi vì những gia tộc này đã mất hết thể diện bởi Lâm Nhất, nhất là võ giả của Tiêu Vân Tông và Trần gia, sát ý trong mắt họ gần như sắp phun trào. Lâm Nhất vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hắn nhìn quanh một lượt, ra chiều suy nghĩ. Những người này không lập tức ra tay với hắn, xem ra là vì để tâm đến quả hóa yêu, nên hiện tại không muốn gây rối. Như thế cũng tốt, vừa khéo, hắn cũng có ý định như vậy. Lát nữa, hắn sẽ dựa vào ưu thế của chiến thể Thương Long để cướp đi quả hóa yêu, sau đó lập tức phiến đột, làm vậy có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Sở huynh, kẻ giết sư đệ của huynh đã xuất hiện rồi. Tên nhóc này đúng là hống hách. Biết huynh ở đây mà vẫn dám ra mắt, hắn không xem ai ra gì chắc. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh thình lình vang lên. Âm thanh kia phát ra từ nơi tụ tập của võ giả Kim gia thành Thiên Lăng, kẻ nói chuyện là Kim Triển, một trong hai huynh đệ Kim gia. Hắn ta vừa dứt lời,
bầu không khí có phần nóng bỏng ở hiện trường thoáng trở nên tĩnh lặng và ẩn chứa một chút gì đó kinh hoàng. Rõ ràng là Kim Triển có hàm ý khác, hắn ta đang cố ý khiêu khích Sở Mộ Viêm, muốn nhen nhóm lửa giận của đối thương. Tu vi của Sở Mộ Viêm cực cao, còn mạnh hơn cả hắn ta, sao lại không biết Lâm Nhất đã xuất hiện được? Hắn ta không nhúc nhích, hiển nhiên là có ý định của riêng mình. Trước khi quả hóa yêu ra đời, hắn ta không muốn có bất kỳ rắc rối gì. Nhưng lời của Kim Triển lại chẳng khác nào đẩy hắn ta đến trước hố lửa, không nhảy cũng phải nhảy. Trước mặt tất cả mọi người, hắn ta phải đối mặt với sự thật là Lâm Nhất đã xuất hiện. Nếu thờ ơ không quản, lỡ như việc này truyền ra ngoài thì sẽ bị nói là hắn ta sợ Lâm Nhất, sẽ gây tổn hại đến thanh danh. Hề hề, Tử Ngọc huynh, nghe nói em ruột của huynh bị tên này giẫm một phát, đến nỗi xón ra quần cơ đấy, mùi hôi thối bốc lên tận trời. Ta nghe mà tức không chịu được, nếu Trần huynh không rảnh ra tay thì cứ giao cho ta làm thay cũng được. Dù sao thì tên nhóc này cũng có thù với Kim gia ta tiện tay làm thịt hắn giúp huynh luôn nhé. Kim Triển vừa dứt lời thì Kim Dực đứng bên cạnh hắn ta liền nhếch mép cười, nói tiếp. Mọi người cảm thấy cơ mặt căng cứng, cả đám câm như hến, không dám hó hé nửa lời. Hai huynh đệ này đúng là to gan, dám vạch áo cho người xem lưng ngay giữa đám đông, quả thật là sát nhân chu tâm. Xem ra Thất Tú Thiên Lăng cũng không bền chặt như thép, mỗi người đều có dã tâm với quả hóa yêu này, không ai cam tâm thua kém. Phiền ngươi lo lắng, cái mạng này vẫn nên để ta đến thu đi. Vèo. Trần Tử Ngọc lắc mình một cái, phút chốc, hắn ta đã rời khỏi vị trí tranh đoạt quả hóa yêu tốt nhất. Sắc mặt hắn ta không chút cảm xúc, không buồn cũng không vui, nhưng khi quét mắt nhìn thì trong mắt bùng lên tia bạo ngược, hướng thẳng về phía Lâm Nhất. Ầm ầm. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh lan ra trong vô hình, mọi người đều có cảm giác rét lạnh, nhìn không được run lên. Lạnh quá. Rất nhiều ánh mắt hướng về phía Trần Tử Ngọc. Hắn ta mặc một bộ đồ đen, trên người tỏa ra sương lạnh mờ ảo, càng khiến người ta có cảm giác sâu không lường được, cực kỳ đáng sợ. Trong mắt Kim Dực, kẻ vừa lên tiếng khiêu khích, có tia sáng vụt qua. Thực lực của người này khó mà nhìn thấy được, nếu hắn ta cướp được quả hóa yêu, thật khó mà tưởng tượng được hắn ta sẽ mạnh đến mức nào nữa. Nhưng điều khiến Kim Dực cảm thấy có hơi lo lắng đó chính là từ đầu đến cuối. Trần Tử Ngọc không hề liếc nhìn hắn ta dù chỉ là một cái. Cứ như không hề tức giận dù vừa rồi hắn ta đã lên tiếng khiêu khích. Vèo. Lại một cơn cuồng phong ác liệt sộc đến, nhưng Sở Mộ Viêm không hề nhúc nhích. Hắn ta không nói chuyện, mà chỉ lạnh lùng nhìn Kim Triển, khiến tên này cảm thấy sợ hãi không thôi. Chợt, ánh mắt của hắn ta hướng về phía Lâm Nhất. Đó là một ánh mắt cực lạnh, cứ như đang nhìn một người chết vậy. Tốt rồi, Kim Triển, Kim Dực, hai người các ngươi đừng có âm dương quái khí nữa, chớ khiến người ngoài cười chê. Một con ruồi mà cứ nhắc đi nhắc lại, phiền chết đi được, các ngươi chê thành Thiên Lăng ta chưa đủ mất mặt hay sao? Tên đó đã đắc tội U Nhược Điện Hạ đấy, nếu hai người cứ thích xem trò hay kiểu này, vậy sau này đừng mong có thể tham gia cuộc vui trước mặt U Nhược Điện Hạ nữa. Là Tần Húc vừa lên tiếng, thấy Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm đều ra tay. Hắn ta cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn. Cổ Dương nhíu mày, nhếch miệng cười nói hay lắm. Chỉ là quả hóa yêu thôi đã khiến huynh đệ Kim gia các ngươi lộ rõ bộ mặt thật, cũng đủ mất mặt rồi đấy. Các ngươi cứ đứng ở đó mà coi chúng ta chém giết tên kia đi. Huynh đệ Kim gia lập tức biến sắc, vội thay đổi thái độ, hừ, ai nói hai ta muốn sống chết mặc bây, tên nhóc này là kẻ mà U Nhược Điện Hạ muốn giết. Dù Trần Huynh và Tử Ngọc Huynh không động thủ thì huynh đệ chúng ta cũng sẽ tự tay lấy đầu tên kiếm nô này, thay U Nhược Điện Hạ đoạt lại thần thạch tử diệu. Phút chốc, tình thế xoay chuyển, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Nhất. Ngoại trừ Âu Dương Hạo, tất cả những người còn lại của Thất Tú Thiên Lăng đều không để tâm đến việc quả hóa yêu sắp xuất thế, mà liên thủ hòng tiêu diệt Lâm Nhất. Ông! Nhưng đúng lúc này, mặt đấy đột nhiên rung chuyển. Thuật luyện dược có thể sánh ngang với một quả núi hùng vĩ bỗng nhiên phun ra nuốt vào huyết quang, cứ như đang vẩy mực múa bút, khiến huyết quang nhuộm đầy trời, khuấy động biển mây quái đản, biến ảo khó lường. Dị tượng bực này khiến đám người Trần Tử Ngọc thót tim.
Quả hóa yêu. Quả hóa yêu đã sắp xuất thế rồi. Sắc mặt Trần Tử Ngọc chợt lạnh đi, hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất và nói, nếu bây giờ ngươi cút khỏi đây, thì có thể sống lâu thêm một chút đấy. Ngươi không xứng đến tranh đoạt quả hóa yêu, đừng ép ta phải ra tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người đều có thể tranh giành, vì sao ta lại không? Ngươi thực sự cho rằng mình tài trí hơn người, muốn làm gì thì làm à? Lâm Nhất nhếch mép cười mỉa, thái độ hắn cực kỳ lạnh lùng. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, tưởng rằng mình là chúa tể ư. Có thể định đoạt sống chết của người khác à? Muốn đánh thì đánh, kiếm trong tay hắn chưa từng biết sợ ai. Mọi người đều tranh giành, Lâm Nhất đương nhiên cũng có quyền tranh giành. Muốn chiến thì chiến. Thái độ mạnh mẽ của Lâm Nhất khiến đám người Trần Tử Ngọc sững sờ, chợt, sát ý trong mắt bọn họ tăng vọt, tỏ thái độ cực kỳ căm tức. Tên nhóc này đúng là không biết sống chết, bọn họ đã tạm tha cho hắn một con đường sống, vậy mà lại chẳng biết quý trọng. Quả hóa yêu đã sắp chín đến nơi rồi, đám người này thật sự không muốn lãng phí thời gian vì Lâm Nhất, rồi lại bị kẻ khác chiếm trước ưu thế. Đám người này đều là con trời, thực lực siêu quần, tầm nhìn phi thường. Chỉ liếc mắt liền có thể nhận ra Lâm Nhất không phải kẻ yếu, đặc biệt là khi hắn đã có được kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong. Muốn đánh bại hắn rất dễ, nhưng muốn giữ chân và chém giết được hắn lại là một việc khác. Không ai dám chắc có thể giải quyết đối thủ trong vòng vài chiêu, một khi ra tay, tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, nên hay không nên, càng bị động sẽ càng loạn, nhất định phải đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Ngay khi đám người suy nghĩ như điện xẹt, cây đại thụ chọc trời, tán lá lẩn khuất trong tầng mây kia bỗng phát ra hào quang sáng chói. Nhánh cây run rẩy, có ngàn vạn cánh hoa ào ào rơi xuống, xinh đẹp hệt như những bông tuyết. Trần Tử Ngọc duỗi tay đón lấy một đóa hoa, bỗng sắc mặt hắn ta thay đổi. Ánh nắng như mực, trời xanh như họa, chỉ một ý niệm liền nở hoa kết quả hóa yêu sắp chín rồi. Vèo, vèo, vèo. Gần như chỉ trong nháy mắt, liền có hàng hà sa số người bay vọt lên, hướng về phía gốc cây trống trời to như quả núi kia. Trước giành lấy quả hóa yêu, sau lại giết hắn. Trần Tử Ngọc hừ lạnh một tiếng, hóa thành một luồng sáng lóng lánh như ngọc, phóng thẳng lên 9 tầng trời. Ông! Lại một trận cuồng phong nổi lên, Sở Mộ Viêm giang hai tay ra, hệt như đại bàng tung cánh tạo thành một luồng xoáy cuồng bạo. Vọt lên như diều gặp gió, hướng thẳng về phía cây luyện yêu. Nhìn thấy cảnh này, những người khác cũng không còn tâm trí để mắt đến Lâm Nhất nữa, cả đám ảo ảo phóng về phía cây luyện yêu. Bọn họ vốn muốn liên thủ giết chết Lâm Nhất trước khi quả hóa yêu chín, nhưng không ngờ quả hóa yêu lại chín nhanh như vậy. Đứng trước sự lựa chọn, bọn họ không thể không tạm thời buông tha cho Lâm Nhất, dù sao thì quả hóa yêu vẫn quan trọng hơn rất nhiều. Cho ngươi sống lâu thêm một chút. Huynh đệ Kim gia lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, sát ý trong mắt lóe lên trong phút chốc, chỉ thế thôi mà hai huynh đệ đã bị bỏ lại một khoảng xa, thế nên bọn họ rất bất mãn với Lâm Nhất. Yêu nghiệt của tất cả các thế lực lớn gần như xuất hiện cùng một lúc, thoáng chốc, trên cành cây luyện yêu chẳng chịt bóng người. Xíu, yêu yêu. Lâm Nhất không dám hành động tùy tiện, hắn khuếch tán kiếm ý ra. Mục đích dò thám gốc cây trống trời bất thường kia. Cây luyện yêu cao ngất, lẩn khuất vào núi, rắc rối khó gỡ, vô cùng phức tạp. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhìn ra quy luật của nó được phân ra 9 tầng rất rõ ràng. Quả hóa yêu được kết xuất ở tầng dưới cùng chỉ có một luồng yêu quang màu đỏ bao quanh, linh khí nồng đậm, hệt như những ngôi sao. Thoạt nhìn, vô cùng rậm rạp, cứ như có hàng ngàn ngôi sao đọng lại trên cây cổ thụ trống trời kia. Nhưng đúng lúc này, một quả hóa yêu chợt nổ tung, một tên cao thủ cảnh giới âm dương viên mãn bất ngờ không kịp phản ứng liền bị nổ chết. Chết không toàn thây, vô cùng thê thảm. Còn chưa hết, dư âm từ vụ nổ do quả hóa yêu kia gây ra đã khiến những quả xung quanh liên tiếp nổ tung. Phút chốc, có vô số võ giả ở gần đó bị thương, sau đó rơi khỏi chạc cây. Bản thân cây luyện yêu đã có uy áp cực lớn, di chuyển trên nó chẳng khác nào vác trên lưng một ngọn núi, một khi té xuống có thể nói là cực kỳ thê thảm, hiển nhiên,
vừa rơi xuống đất sẽ lập tức bị nghiền thành bánh thịt. Dù không bị người khác nhằm vào thì muốn tranh đoạt quả hóa yêu trên cây luyện yêu cũng là một việc cực kỳ hung hiểm. Giống. Trong cơ thể Lâm Nhất vang lên tiếng rồng ngâm, tâm pháp Thương Long cửu biến được thúc dục khiến khí huyết toàn thân hắn lập tức sôi trào. Da thịt hắn như ngọc, lỗ chân lông khắp toàn thân nở ra, có sương mù tím ảo ảo tuôn ra. Nửa ngày sau, sương mù tím phát ra hào quang sáng chói, có thánh huy quanh quẩn không ngớt. Yêu uy của Thương Long vốn bị Tử Diên kiếm quyết áp chế giờ đã hoàn toàn được phóng thích. Hắn hệt như một luồng kiếm quang cực kỳ sắc bén phóng thẳng lên trời, trực tiếp lướt qua tầng không gian dưới rùng, đi đến tầng 6 của cây luyện yêu. Nơi đây, quả hóa yêu có ít nhất 6 sợi yêu quang bao quanh. Hiển nhiên, yêu quang bao quanh quả hóa yêu càng nhiều thì tỷ lệ thức tỉnh ý chí võ học càng cao. Đám yêu nghiệt nhân tài kiệt xuất cùng với những tán tu mạnh mẽ kia đều ở tầng này, hoặc là những tầng cao hơn, bọn họ căn bản không thèm ngó đến quả hóa yêu ở tầng chót. Lâm Nhất đáp xuống một trà cây vừa thô vừa to, bước đi trong đó, hắn có cảm giác như đang đi trên đường núi. Ngay khi chân vừa chạm đất, lập tức có áp lực mạnh mẽ rơi xuống, khiến cho người ta khó lòng mà tiến bước, thân pháp chỉ có thể phát huy được tối đa 7 phần. Đó là Lâm Nhất, còn những người khác thì e là còn chưa đến 5 phần, chẳng khác nào hãm sâu vào vũng bùn. Quả hóa yêu. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt, ở phía trước, ngay trên tán lá cách đó không xa, hắn nhìn thấy một quả hóa yêu màu đỏ rực, tươi mơn mởn. Xem như vận may của hắn không tệ, tuy nói đứng từ bên ngoài nhìn có thể thấy vô số đốm sáng lóng lánh, cứ như quả hóa yêu nhiều không kể xiết, nhưng một khi thăm dò mới biết được muốn tìm ra chúng là điều cực kỳ khó khăn, ví như mò kim đáy biển cũng không phải khoa trương. Hơn nữa, càng lên cao thì số lượng quả hóa yêu càng ít, cho nên hắn quả thật rất may mắn. Ở tầng này có rất nhiều cao thủ, cạnh tranh cực kỳ tàn khốc. Ví dụ như huynh đệ Kim gia là Kim Triển và Kim Dực, cùng với Tần Húc của Tần gia, ba tên nhân tài kiệt xuất cấp yêu nghiệt này đều xuất hiện ở cách đó không xa. Ngoài ra, còn có rất nhiều tà tu đạt đến cảnh giới âm dương viên mãn. Lâm Nhất không tỏ thái độ, cứ như không hề nhìn thấy đám người này, hắn tiến thẳng về phía trước. Cút ngay! Tên kiếm nô này, người đúng là không biết sống chết. Vừa nhìn thấy Lâm Nhất, huynh đệ Kim gia đã giận tím mặt. Bọn họ ra tay cùng lúc, mỗi người đánh ra một trường. Trường mang mênh mông mang theo lửa cháy hừng hực nện mạnh xuống hệt như một ngọn núi lửa thô bạo đổ ập về phía Lâm. Ngón cái của bàn tay phải đặt vào ngón giữa, Lâm Nhất nhanh chóng thúc dục Tử Diên kiếm quyết, vô số kiếm kình rót vào đầu ngón tay, thoáng chốc, ngón tay kia đã có kiếm quang sáng chói, hệt như một ánh trăng. Đầu ngón tay nho nhỏ tích tụ kiếm kình rồi rào chẳng khác nào đại dương mênh mông. Nhưng ngón tay cái của hắn lại như một quả núi, vẫn luôn ấn chặt nó xuống. Không để kiếm ý tản ra ngoài dù là một chút, chẳng khác nào dây cung đang kéo căng. Ngay khoảnh khắc cung đã cong thành hình trăng rằm, Lâm Nhất bấm tay bắn ra, đạn chỉ thần kiếm, kiếm hư vô phát. Kiếm ý rồi rào khẽ ngâm một tiếng khiến cho bốn phía chấn động, kiếm quang bùng nổ, chỉ nghe tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng, hai luồng trưởng mang hệt như núi lửa nổ tung tóe. Vèo. Một ngón tay bắn nát thế công của hai thất tú thiên lăng, kế đó, Lâm Nhất bước nhanh về phía trước, tiến lại gần quả hóa yêu có 6 sợi yêu quang bao quanh kia. Hai huynh đệ Kim gia vì chuyện vừa rồi mà chậm hơn một bước, nhưng những người khác thì tương đối nhanh. Trong mắt bọn họ có ánh sáng chớp động, cả bọn nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, sát ý tuôn trào. Cút, nếu không, người phải chết, Tần Húc liếc nhìn, khí tức khủng bố tuôn ra. Một cái bóng ma viên hiển hiện sau lưng hắn ta. Tần Húc chính là tên yêu nghiệt nổi danh có thân thể mạnh mẽ trong thất tú thiên lăng. Lúc trước, hắn ta từng có được một kỳ ngộ, từ đó đạt được một môn công pháp ma viên cực kỳ tinh diệu. Một khi tu luyện đến tận cùng, thân thể có thể sánh với ma viên viễn cổ, có thể dùng tay không để xé xác một con yêu thú cảnh giới âm dương, phải nói cực kỳ thô bạo và hung ác. Lúc trước, khi Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm muốn ra tay giết Lâm Nhất, tên này đã đứng ra đầu tiên, sau đó kêu gọi những tên yêu nghiệt khác cùng ra tay với Lâm Nhất. Trong mắt hắn ta, Lâm Nhất chính là một con ruồi, cứ vo ve bên tai, khiến hắn ta cực kỳ chán ghét. Nhìn thấy tên nhóc này gan to bằng trời, không chỉ không bỏ trốn nhân lúc quả hóa yêu chín,
mà còn dám chạy đến tranh giành, hắn ta cảm thấy giận không thể tả. Bớt có nói nhảm, có bản lĩnh thì đánh ngã ta đi. Lâm Nhất vẫn tỏ vẻ thản nhiên, hắn vốn cũng không để ý đến uy hiếp của đối phương, cứ thế tiến về phía trước. Muốn chết, một tên kiếm nô mà cũng dám tranh giành cùng ta. Tần Húc tức giận không thôi, liền duỗi tay ra, năm ngón tay lập tức phồng to, rồi sau đó nhanh chóng mọc ra lông đen. Móng tay trở nên cực kỳ sắc bén, ngón tay thon dài, hệt như bàn tay cực lớn của loài yêu ma. Rầm. Bàn tay kinh khủng đập mạnh một cái giữa không trung, phút chốc, không khí chấn động dữ dội và không ngừng đánh úp về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất cũng duỗi tay ra, 11 đường long văn trên người bắt đầu khởi động và tụ lại ở tay phải. Tiếng thương long gào thét quanh quẩn, tia lửa điện lóe lên chói mắt. Ầm. Hai cánh tay va mạnh vào nhau, không khí xung quanh bị nén đến mức tận cùng, kế đó phát nổ. Giữa không trung lưu lại một khe nứt đen kịt, một luồng khí tức thô bạo mà cổ xưa tràn ngập cánh tay Lâm Nhất, tay áo của hắn nổ tung, để lộ ra thịt. Tạch. Nhưng chỉ trong chốc lát, da cánh tay bỗng phát nổ, một vết rách dài xuất hiện, có máu tươi rỉ ra bên trong. Muốn đấu cùng ta à? Ngươi còn non lắm. Có tiến bước chân tiến đến, Tần Húc cười lạnh một tiếng, kế đó, bàn ta to lớn trực tiếp ôm lấy quyền mang của Lâm Nhất. Một luồng khí tức màu đen tuôn ra từ tay đối phương, hệt như một đám rễ cây cực mảnh và quái đản, chúng lan ra khắp nơi, nhanh chóng quấn chặt lấy cánh tay Lâm Nhất. Chết! Tần Húc nhếch miệng cười, vẻ mặt hắn ta vô cùng dữ tợn, hắn ta muốn xé đứt cánh tay của đối phương, sau đó ném hắn đi. Với độ cao như thế, cộng thêm uy áp đáng sợ từ cây luyện yêu, hắn ta tin chắc không đợi đến lúc đối phương ngã xuống đất, trong khoảng thời gian rơi đã đủ để tên này bị ép thành xương máu, chết không có chỗ chôn. Lâm Nhất chết chắc rồi, hắn đã bị xúc tu ma viên của Tần Húc quấn lấy. Hai huynh đệ Kim gia cũng đã xông đến, xem ra không còn đường để trốn nữa. Gan to thật, đánh đuổi Âu Dương Hạo thì cũng thôi đi, lại còn dám chạy đến cây luyện yêu, nhúng chân vào vũng nước đục này. Bất kể là ở đâu, Thất Tú Thiên Lăng cũng đều là tâm điểm chú ý, đám người kia chỉ cần phất tay một cái cũng đủ gây chấn động. Rắc, rắc, rắc. Chạc cây thô to rung lắc dữ dội, nhưng huynh đệ Kim gia vẫn lao đến với khuôn mặt đằng đằng sát khí mặc cho áp lực cực lớn đang bủa vây mình. Mỗi một bước, bọn họ để lại dấu chân sâu đến hai tấc, hành động này khiến khoảng không gian xung quanh chấn động liên hồi. Lâm Nhất không hề hoang mang. Tay trái duỗi mạnh ra, ngón cái đè chặt ngón giữa đang tích tụ kiếm quang. Tần Húc thoáng khựng lại, sau đó cười nói, muốn lập lại chiêu cũ à? Vừa dứt lời, tay trái của hắn ta lập tức hóa yêu, hệt như móng vuốt của ma viên viễn cổ. Hắn ta hung hăng vỗ mạnh xuống. Lâm Nhất nhếch mép cười mỉa, hắn giơ tay trái lên chỉ là để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, chứ không thật sự có ý định thi triển đạn chỉ thần kiếm. Với tốc độ sánh ngang ánh sáng, Lâm Nhất chợt hất tay trái lên, một chuỗi tàn ảnh xuất hiện, kế đó, hắn kết một dấu ấn cổ xưa trước ngực. Bốp, bốp. Thương long ấn trước ngực được kích hoạt, khí tức bạo ngược tuôn ra khắp toàn thân Lâm Nhất, hệt như một đại dương bao la, trái tim trong lồng ngực điên cuồng nảy lên, cứ như có một ngọn núi dập dềnh giữa biển rộng, tạo nên từng con sóng dữ. Ngay khi thương long ấn được kích hoạt, dấu ấn trên tay trái của hắn đã hoàn thành, bàn tay phải bị đối phương kiềm chế bỗng phát ra ánh sáng xanh vô biên. Trong nháy mắt, vết thương trên cánh tay phải phục hồi lại như cũ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, tiếng rồng ngâm bao trùm. Cánh tay phải của hắn như phồng to ra, thoáng chốc phá tan những xúc tua màu đen bên trên. Rắc! Tay phải bị đối phương bắt được đột nhiên bắn ra như lưỡi dao, cắt ra 5 vết thương lên bàn tay đối phương, máu bắn tung tóe. Tần Húc không kịp đề phòng hét lên một tiếng, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng lùi về sau. Muốn đi ư, muộn rồi. Thanh Long phá thiên thủ. Lâm Nhất hét to một tiếng, tay phải diễn hóa thành vuốt rồng nắm lấy cổ tay đối phương, kéo mạnh một cái. Phù. Hắn nhanh như chớp nâng thân thể nặng nề của đối phương lên, ném mạnh về phía hai huynh đệ Kim ra phía sau, một đòn này cực kỳ mạnh mẽ, tựa như một tòa tháp đè xuống. Chết tiệt. Hai huynh đệ Kim gia chửi ầm lên, nhìn thấy Tần Húc sắp bay đến,
chân nguyên cuộn trào, một chiến giáp hỏa diễm cháy hừng hực thoáng chốc ngưng tụ trên người bọn họ. Ầm. Hai bên va chạm với nhau, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, bay ra xa gần nghìn thước. Đến khi cố gắng đứng dậy được, Lâm Nhất lại vẫy tay, cướp lấy quả hóa yêu có 6 luồng huyết quang lượn lờ kia vào tay. Sắc mặt ba người lập tức cực kỳ khó coi, tức muốn hộc máu, ba người lại không giành được với một mình Lâm Nhất. Đó là sự sỉ nhục đến mức nào? Quả hóa yêu có 6 luồng huyết quang, đỏ tươi như máu, tràn ngập lực lượng tinh nguyên nồng đậm. Nó có uy thế vô tận, nặng nề tựa như một ngọn núi nhỏ. Nặng quá. Vào khoảnh khắc cầm lấy nó, Lâm Nhất cảm nhận được một sức mạnh nặng nề, cũng may hắn có chiến thể thương long mạnh mẽ, nhưng vẫn có vẻ rất mất sức. Ầm. Những luồng lực lượng tinh nguyên nồng đậm theo lòng bàn tay thấm vào người Lâm Nhất, chân nguyên trong người cực kỳ hưng phấn. Hoa tử diên ở vùng tử phủ không ngừng run rẩy, chân nguyên cuồn cuộn như tạo thành sóng lớn mãnh liệt. Quả này rất bất phàm. Lâm Nhất thầm thấy mừng rỡ, cất quả này vào rồi muốn rời đi, hắn muốn lấy được nhiều quả hóa yêu hơn. Chỉ có 6 luồng huyết quang đã bất phàm như thế, vậy quả hóa yêu có 7 luồng, 8 luồng, 9 luồng huyết quang phải đáng sợ đến mức nào. Nhưng Tần Húc, Kim Triển và Kim Dực sau lưng hắn đều là yêu nghiệt trong Thất Tú Thiên Lăng, chắc chắn sẽ không mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Ba người liên thủ cũng không giành lại hắn, nếu còn để hắn tự ý rời đi thì thật sự mất hết mặt mũi. Bên dưới, Quách Húc và Dương Phàm đã leo lên cây luyện yêu nhìn xuống Lâm Nhất, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Vừa mới bắt đầu, hắn đã chống đối với Thất Tú Thiên Lăng rồi, đúng là không sợ gì cả. Chẳng lẽ hắn thật sự không coi Thất Tú Thiên Lăng ra gì sao? Vẫn có hơi lỗ mãng, dù gì nơi này cũng là địa bàn của bọn họ. Quách Húc ngồi trên đại thụ chọc trời nhỏ giọng lầm bầm. Các thiên tài vùng khác đừng nói là tranh đấu với Thất Tú Thiên Lăng, dù gặp phải thiên tài của thành Thiên Lăng, họ cũng sẽ tạm thời khiêm tốn, không dám tranh chấp với đối phương. Dù sao cũng không thể ở mãi trong một cảnh kiếm tông này được, sớm muộn gì cũng phải rời đi. Một khi ra khỏi mật cảnh, nói không chừng sẽ bị đối phương tính sổ ở dãy núi Thiên Lăng, đến lúc đó vẫn phải chịu thiệt thòi. Chạy đi đâu? Lúc này, hai huynh đệ Kim gia nổi trận lôi đình, Kim Triển tấn công tới. Sau lưng hắn ta xuất hiện một con ma khuyển cực kỳ đáng sợ, đó là võ hồn của hắn ta, bên trên có 8 đạo huyền quang lượn lờ. Hỏa diễm ma khuyển, cấp huyền bát phẩm. Hắn ta duỗi tay vỗ một cái. Giáp thiên viêm ngưng tụ trên người chợt bùng cháy, những con ma khuyển trên người có ánh lửa ngưng tụ phát ra tiếng giống giận hung tàn. Dưới ánh lửa ngập trời, mỗi con ma khuyển đều chứa đựng uy lực đáng sợ, có thể dễ dàng tông chết võ giả cảnh giới âm dương đại thành. Lâm Nhất cất quả hóa yêu đi, trong mắt có ánh sáng kỳ lạ lóe lên, hơi bất ngờ khi đối phương sử dụng võ hồn. Người này đã phát điên rồi, còn hận hắn đến thấu xương, bất chấp mọi thủ đoạn muốn giữ hắn lại. Phật môn thất sát ấn. Thấy đối phương tế võ hồn, Lâm Nhất không dám coi thường, một tay hắn kết ấn, vào khoảnh khắc ấn thành hình, trên người hắn cuộn trào sát khí, dưới sự lắng đọng của sát khí, không khí trong phạm vi nghìn thước xung quanh lập tức trở nên như đầm lầy. Những con hỏa diễm ma khuyển đang nhanh chóng nhào tới kia lần lượt trở nên chậm chạp. Đạn chỉ thần kiếm, kiếm vô hư phát. Keng, 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 keng. Hai tay Lâm Nhất cùng cử động, không ngừng búng tay, thoáng chốc, mấy chục tia kiếm mang sáng như ánh trăng lóe lên. Kiếm mang tung hoành, phát ra tiếng leng keng, vang vọng bốn phương tám hướng. Mấy con hỏa diễm ma khuyển bị ràng buộc trong sát khí thoáng chốc bị đâm xuyên, vô số ánh lửa nổ tung, không ngừng rơi xuống như mưa lửa. Ma viên biến. Cũng cùng lúc đó, Tần Húc tấn công tới, cơ bắp cả người hắn ta căng to. Ma viên sau lưng dâng lên hơi thở vô cùng hung ác. Ma viên lao về phía trước, đụng bay sát khí đang lắng đọng ở tứ phương. Đợi khi lao đến gần, hai bàn tay yêu hóa của hắn ta không ngừng vung tới, hư ảnh ma viên sau lưng cũng đồng thời ra quyền. Trong nháy mắt, một người một vượn huyễn hóa ra trăm nghìn tàn ảnh, vô số nắm đấm to như ngọn núi đánh thủng hư không, ùn ùn kéo về phía Lâm Nhất. Đến đây! Lâm Nhất quát to một tiếng, đánh thẳng về phía trước, trực tiếp đỡ đòn. Chúng sinh phẫn nộ.
Oán thiên bất nhân. Chén rượu khó cạn. Ai cạnh bên ta? Trong nháy mắt, hắn vung nắm đấm, đồng thời sử dụng bốn sát chiêu cấm kỵ của thất sát quyền. Sát khí, lửa giận, oán khí và khí phách vô tận lập tức chất chồng lên nhau theo quyền mang của Lâm Nhất. Bịch, 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 bịch. Hai người điên cuồng giao chiến, khiến không gian không ngừng rung động, cành cây to lớn dưới chân cũng bị gãy. Cộp, cộp, cộp. Nhưng hai người đã đánh nhau đến mức mất kiểm soát, đạp lên cành cây gãy lìa, không ngừng leo lên trên tiếp tục chiến đấu. Động tĩnh gần như khiến thân cây đại thụ chọc trời không ngừng rung lên. Ầm. Một tiếng động xuất hiện, khóe miệng hai người tràn ra máu tươi, lần lượt lùi về sau mấy nghìn mét. Không đợi Lâm Nhất nghỉ xả hơi, Kim Dực lại tấn công, hai tay hắn ta đặt trước ngực kết ấn, không ngừng thay đổi. Thủ ấn thay đổi, ngọn lửa màu vàng ngưng tụ thành những đóa hoa có gai rực rỡ, không ngừng rơi xuống tựa như tuyết. Đóa hoa rực rỡ xinh đẹp, tràn đầy sức sống, bên ngoài mỗi một đóa hoa đều chứa đựng chân nguyên hỏa diễm đã ngưng đọng đến tận cùng. Hoa rơi đầy trời, uy thế đó kết hợp với uy thế của cây luyện yêu, gần như tạo thành áp lực mênh mông như đại dương, khiến người ta cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Kiếm Nô vô sỉ, người không biết thủ đoạn của chúng ta đáng sợ đến mức nào đâu. Nét mặt Kim Dực lạnh lùng, còn có vẻ dữ tợn, quần áo hắn ta tung bay, nhịp bước nhẹ nhàng. Có điều lúc đi, thủ ấn vẫn không ngừng thay đổi, hoa bay đầy trời không ngừng bay về phía Lâm Nhất. Đưa quả hóa yêu và thần thạch tử diệu đây, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Ở một hướng khác, Kim Triển và Tần Húc nghỉ xả hơi xong thì liên thủ đánh tới từ phía sau. Trong nháy mắt, Thiên La Địa Võng xuất hiện, chặn hết tất cả đường lui của Lâm Nhất. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Nhất không lùi mà còn tiến lên, điên cuồng vận chuyển Tử Diên kiếm quyết. Trên người hắn có kiếm ý bao phủ, 100 cánh hoa Tử Diên không ngừng đung đưa, khiến chân nguyên mênh mông như biển lan ra mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Oanh! Trên người Lâm Nhất lóe lên 100.000 tia kiếm quang, mỗi tia kiếm quang đều chứa đựng ngân quang chói mắt. Trong kiếm quang chói mắt có cuồng phong nổi lên, kiếm ý gào thét. Hắn đỡ lấy những đóa hoa có gai đang rơi xuống kia, sải nước, một bước chân khiến gió nổi lên, sau đó lại bước tiếp một bước nữa, mây bay càn quét tứ hải bát hoang. Ầm. Trong nháy mắt, uy thế trên người Lâm Nhất đạt tới mức độ đáng sợ chưa từng có. Gió nổi lên, mây bay tứ phương, khi bước đến bước thứ ba, Lâm Nhất đánh ra một chưởng. Đại, phong. Kinh. Hắn ngẩng mặt lên trời hét to, một chưởng có sự gia trì của Tử Diên kiếm quyết, cuồng phong như nghịch chuyển cửu thiên, khiến không gian vặn vẹo. Phập, phập, phập. Vô số đóa hoa có gai lập tức đổi ngược hướng, không nghe theo sự khống chế của Kim Dực. Thoáng chốc, vô số cánh hoa tạo thành một cơn bão hỏa diễm, dưới sự thúc giục của đại phong kinh mà bay vào người Kim Dực. Lâm Mỗ làm gì không cần phải xem sắc mặt của các ngươi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên hàn mang, hắn không để ý đến sát chiêu của hai người Tần Húc phía sau, hắn đứng giữa không trung, giơ tay đánh một chưởng lên người Kim Dực. Rắc, xương sườn trước ngực đối phương gãy lìa, chưởng ấn của Lâm Nhất đánh xuống, như để lại một dấu tay sâu nửa tấc dưới nền đất bị cát bụi bao phủ. Phụt. Kim Dực phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, sau đó bay lên, đụng vào một cành cây rũ xuống trên gốc đại thụ chọc trời. Cùng lúc đó, sát chiêu của Kim Triển và Tần Húc đồng thời đánh lên người Lâm Nhất. Ầm. Ánh sáng bùng lên, hai người như đánh vào một ngọn núi đúc từ vàng, bị chấn động lùi lại. Thân thể hắn quá mạnh. Sau khi dừng lại, hai người tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Oanh. Lâm Nhất xoay người, mái tóc dài tung bay, khóe miệng có chút máu chảy ra, sát khí điên cuồng dâng trào trên người. Dáng vẻ đáng sợ đó khiến người ta sợ hết hồn hết vía. Quá tàn nhẫn. Hắn thà rằng đỡ lấy sát chiêu của Kim Triển và Tần Húc cũng phải cho Kim Dực một bài học. Khụ, khụ, khụ. Kim Dực cố sức đứng dậy, không ngừng ho khan, mỗi lần ho đều phun ra máu tươi. Ca ca. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Kim Dực, Kim Triển giận dữ hô to. Nếu có gan thì tiếp tục đuổi theo đi. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn hai người, hắn giẫm mạnh xuống đất, bay lên trời, bay về phía tầng cao hơn.
hắn đã lấy được một quả hóa yêu có 6 luồng huyết quang nhưng vẫn chưa hài lòng, hoàn toàn coi thường sự tồn tại của thất tú thiên lăng. Hắn tiếp tục bay tới chỗ cao nhất của cây luyện yên, nơi đó có cao thủ tập trung, Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm đều ở đây. Mọi người bên dưới đều sợ ngây người. Ba người bị cướp đi quả hóa yêu thì thôi đi, mà còn không thể chặn Lâm Nhất lại. Giao thủ một lúc vẫn để hắn ung dung rời đi. Trong thoáng chốc, mọi người nhớ đến lời hắn nói khi đối mặt với đám người nhóm Trần Tử Ngọc trước khi quả hóa yêu chín. Muốn đấu thì đấu. Đại thụ chọc trời, cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Chỗ cao nhất tựa như xúc tua của yêu ma, thậm chí xuyên thủng biển mây màu máu. Dưới biển mây cũng không nhìn thấy quả hóa yêu có 9 luồng huyết quang. Rất nhiều người thầm đoán, có lẽ muốn lấy được quả hóa yêu có 9 luồng huyết quang phải xuyên qua biển máu, ở trên chỗ cao nhất của biển mây mới có thể tìm thấy. Nhưng cổ thụ chọc trời thế này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, chứa đựng uy thế đáng sợ. Càng lên cao sẽ càng nguy hiểm. Trong không gian phía trên tầng 6 của cây luyện yêu thậm chí còn có người chưa đến gần quả hóa yêu mà máu tươi trong người đã đột nhiên bốc cháy, thoáng chốc biến thành một người lửa. Còn có người tim đập thình thịch, trong quá trình đến gần quả hóa yêu thì tim đột nhiên ra khỏi ngực, bị quả hóa yêu cắn nuốt, trông cực kỳ đáng sợ. Người không có thực lực mạnh mẽ hoàn toàn không dám xông vào. Lâm Nhất tranh đoạt quả hóa yêu này một là vì bản thân. Hắn muốn bộc lộ tài năng trong quần Long Thịnh Yến thì tu vi không thể dừng lại ở cảnh giới Dương Huyền được. Hắn muốn tìm ra kỳ ngộ cho bản thân, hắn muốn có ngày bản thân có thể đường đường chính chính đối mặt với Tô Hàm Nguyệt, dù nàng có ở trên 9 tầng mây cũng phải ôm nàng xuống. Cho dù người trong thiên hạ không cho phép thì hắn cũng không sợ. Hắn còn phải tranh giành vì ngựa huyết long, hắn nợ nó quá nhiều. Không nhớ rõ nó đã mạo hiểm tìm kiếm linh quả cho hắn bao nhiêu lần. Nếu đã tranh đoạt thì nhất định phải tranh đoạt thứ tốt nhất. Ta phải giết chết kiếm nô này, đuổi theo. Trong tầng 6 của cây luyện yêu, xương sườn trước ngực Kim Dực kêu răng rắc, nét mặt hắn ta rất dữ tợn, cố nén đau nối lại xương sườn, lửa giận kinh thiên bùng lên. Sắc mặt cả ba người đều cực kỳ khó coi, nhìn bóng lưng đi xa của Lâm Nhất, bọn họ lại tiếp tục đuổi theo. Lâm Nhất thoáng chốc đi tới tầng 8 của đại thụ. Nơi này đã cách mặt đất mấy vạn trượng, cúi đầu nhìn xuống, đồi núi bên dưới chỉ còn lại đường nét mơ hồ, vô cùng xa xôi. Ngẩng đầu nhìn lên chính là bầu trời đỏ như nhuốm máu, tựa như giơ tay là có thể chạm vào. Uy thế cuồn cuộn đạt đến tận cùng. Dù là Lâm Nhất đi ở nơi này cũng phải vô cùng cẩn thận, thân pháp của hắn còn không thể thi triển dù là 5 phần. Huyết khí cuồn cuộn của chiến thể thương long không ngừng sôi trào dao động. Trên người hắn có tử vụ bao phủ, sương mù như mây, trong ánh sáng mơ hồ có điện quang lóe lên, tiếng nổ đùng đùng liên tục xuất hiện. Những người đi tới nơi này đều là cường giả đứng đầu trong mật cảnh kiếm tông, mỗi người đều đang đề phòng nhau, không dám lơ là dù là một phút. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương tìm kiếm, tỏ vẻ lo lắng. Chết tiệt! Sao lại không tìm thấy chứ? Rõ ràng ta nhìn thấy từ bên dưới, trong tầng này có ít nhất 2 quả hóa yêu mới đúng, chẳng lẽ bị người ta hái mất rồi? Không thể nào, muốn hái được quả hóa yêu có 8 luồng huyết quang quanh quẩn là chuyện rất khó khăn, muốn người khác không phát hiện ra động tĩnh lớn như thế còn khó hơn lên trời. Có tiếng nghị luận không ngừng vang lên, tất cả mọi người đang tìm kiếm quả hóa yêu như mò kim đáy biển. Quả hóa yêu có 8 luồng huyết quang sao mà dễ tìm thấy như thế được, lúc này, khu vực này trông rất hỗn loạn. Thân cây uốn cong, cành lá rủ xuống khắp nơi, còn phức tạp hơn cả mê cung. Hơn nữa còn là mê cung lập thể trên dưới, có lúc hai người một trên một dưới, đi ngang qua nhau cũng khó phát hiện ra đối phương. Thậm chí có người phát hiện ra quả hóa yêu, hưng phấn chạy nhanh tới, rõ ràng ở ngay trước mặt nhưng cuối cùng vẫn đi sai hướng. Quả hóa yêu. Lúc này, có người mừng rỡ hô to một tiếng. Yêu nghiệt thiên tài và tà tu trong tầng 8 đều thay đổi sắc mặt, nghiêng đầu nhìn sang. Tiếng hô đó rất to, Lâm Nhất cũng xoay người nhìn về hướng đó. Trong tầm mắt là một ông lão áo tím trên người tràn đầy sát khí đó đã ngưng tụ thành thực thể, trông giống như những dải lụa màu máu đang vần quanh. Nhờ sát khí kinh khủng này,
ông ta mới có thể đi nhanh dưới uy thế cuồn cuộn của cây luyện yêu. Lâm Nhất híp mắt, thực lực của người này rất mạnh, ít nhất không thua kém gì đám người nhóm Tần Húc trong Thất Tú Thiên Lăng. Ông ta rất lớn tuổi, khoảng hơn 100 tuổi, trong sát khí ngưng động còn mang theo sự cằn cỗi. Ông ta đến mật cảnh kiếm tông để tìm cơ hội, nếu không, ông ta sẽ không thể thăng cấp lên thiên phách, ông ta đã không còn sống được bao nhiêu năm nữa rồi. Đây là kiểu người điên cuồng nhất, ông ta vốn đã là tà tu, đối mặt với họa lớn, một khi đã liều mạng thì thậm chí còn không sợ chết. Xét từ một góc độ nào đó, người như thế còn đáng sợ hơn những yêu nghiệt như mặt trời mới mọc kia. Lâm Nhất nhìn theo hướng tầm mắt của ông ta, trong đống lá cây rậm rạp có một chỗ lóe lên huyết quang tựa như ánh sao. Không sai, đây đúng là quả hóa yêu. Lâm Nhất thầm nghĩ, lập tức xác nhận. Soạt. Nhưng lúc này, khi đi về phía chỗ đó, ông lão áo tím chợt hụt chân, rơi thẳng xuống. Không. Ông ta như bước vào vực sâu, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, ông ta ngẩng đầu gào thét, đôi mắt đỏ như máu. Ông ta liều mạng điều động chân nguyên muốn bay lên, nhưng có một cái tay vô hình đè ông ta xuống, dù ông ta có giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Độ cao thế này, một khi rơi xuống, kết cục đã rất rõ ràng rồi. Ông già này chết chắc. Lâm Nhất khẽ lẩm bẩm, cho dù đã quen với sống chết cũng không khỏi hít sâu một hơi. Quá tàn khốc. Ở đâu thế? Sao không thấy quả hóa yêu nữa? Chết tiệt, rõ ràng ở đây mà. Nhưng rõ ràng mọi người không hề quan tâm đến cái chết của tán tu áo tím, bọn họ chỉ quan tâm đến quả hóa yêu mà thôi. Đây là quả hóa yêu có 8 luồng huyết quang, không cần nói cũng biết nó quý giá đến mức nào, hơn nữa cả cây luyện yêu khổng lồ như thế cũng chỉ có 2 quả mà thôi. Người nào lấy được sẽ có kỳ ngộ vô cùng lớn. Một đám người mang theo khí thế hùng hổ đi xuyên qua chỗ lá cây kia, tìm kiếm khắp nơi. Nó đang ở đâu? Lâm Nhất không ngừng suy nghĩ, đáng lý ra nó phải ở trước đống cây đó, có lẽ đã trốn ở đâu rồi. Không đúng. Khi chuẩn bị bước đi, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, Lâm Nhất chợt nhớ ra, lúc ông lão áo tím kia rơi xuống, ánh mắt ông ta rất tuyệt vọng, hơn nữa vị trí ông ta nhìn cũng không phải là phía trước. Trong mắt ông ta đầy vẻ hối hận, còn có nỗi không cam lòng vô tận, có lẽ ông ta đã phát hiện ra vị trí thật của quả hóa yêu. Vụt, vụt, vụt. Lâm Nhất nhẹ nhàng bước đi, nhanh chóng đi tới chỗ trước khi ông lão áo tím rơi xuống. Hắn không xông lên phía trước theo số đông mà quay đầu nhìn quanh. Không phát hiện ra. Không có gì cả, ngoài hoàn cảnh phức tạp như mê cung thì chẳng có huyết quang có lực lượng tinh nguyên quanh quẩn, cũng không cảm nhận được động tĩnh của quả hóa yêu. Xem ra phải mạo hiểm rồi. Lâm Nhất nhìn xuống dưới chân, đây chính là nơi ông lão áo tím bị hút chân, vừa nhìn đã thấy vực sâu vạn trượng, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Vụt. Lâm Nhất nhảy một cái, lập tức rơi xuống, vào khoảnh khắc lơ lửng trong không trung, lập tức có uy thế đáng sợ như một bàn tay khổng lồ vô hình đè xuống. Ở nơi đó. Cùng lúc đó, khi Lâm Nhất ngẩng đầu, hắn vừa khéo phát hiện trong một góc khó nhận ra có một quả hóa yêu với huyết quang rực rỡ đang nằm im, tựa như châu báu sáng chói như sao. Vị trí của nó cực kỳ bí mật, ánh sáng trải qua khúc xạ mới chiếu lên đống lá cây rậm rạp kia. Thanh Long phá thiên thủ. Lâm Nhất thầm hét một tiếng, tay phải trơn nhẵn như ngọc, trắng nõn như tuyết nâng lên, vô số ánh sáng xanh thoáng chốc biến cánh tay thành vuốt rồng dữ tợn. Ầm. Khi sắp hoàn toàn bị đẩy xuống, hắn cào vào thân cây tạo thành mấy dấu vết, nhảy ngược lên trong đống vụn gỗ bắn tung tóe. Hắn mạnh hơn ông lão áo tím kia, nhưng cũng không phải mạnh gấp mấy lần để có thể đi lên sau khi rơi xuống đất. Có điều đối phương không chú ý, đột nhiên bị hụt chân. Còn Lâm Nhất là có chuẩn bị, lúc rơi xuống, hắn cũng lập tức điều động Thanh Long phá thiên thủ. Dù vậy, hắn cũng vẫn phải hít một hơi khí lạnh, thầm nói đúng là may mắn. Đi! Lâm Nhất hít sâu một hơi, không còn chần chừ nữa, nhanh chóng chạy tới chỗ quả hóa yêu chân chính. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi tới không gian kia, quả hóa yêu đã xuất hiện trong tầm mắt. Áp lực ở nơi này chợt trở nên lớn hơn, quả hóa yêu kia chứa đựng lực lượng kỳ lạ, trong lúc tiếp cận,
Lâm Nhất cảm thấy tim đập ngày càng nhanh, tốc độ máu chảy cũng hoàn toàn mất khống chế. Thình thịch. Tim đập như muốn phá vỡ lồng ngực, khiến người ta sởn gai ốc, sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi. Hắn biết nếu còn tùy tiện tiến lên, có thể hắn sẽ chết rất thê thảm. Trước đó đã có người bị quả hóa yêu ăn mất tim, làm chất dinh dưỡng cho nó. Lúc này, mấy hướng khác cũng có người xông tới, sau khi đến gần, bọn họ cũng dè dặt dừng bước. Rõ ràng thực lực của bọn họ đều cực kỳ đáng sợ, ý chí còn rất kiên định, có thể chống lại sức hấp dẫn của quả hóa yêu. Phía trước mấy người đó có một thanh niên dung mạo anh tuấn, khí thế bất phàm, Lâm Nhất vừa nhìn đã lập tức nhận ra. Đó là Cổ Dương trong Thất Tú Thiên Lăng, mấy ông lão bên cạnh hắn ta đều là trưởng lão của Cổ gia thành Thiên Lăng. Lúc trước đây là một trong những người muốn liên thủ giết chết hắn, cũng là một người rất lạnh lùng. Hắn ta còn xem hắn như một con ruồi, có thể đập chết bất cứ lúc nào. Lâm Nhất. Cổ Dương đảo mắt nhìn qua, giữa hai lông mày lóe lên sát khí. Nghe nói người giành được quả hóa yêu có 6 luồng huyết quang từ trong tay mấy người nhóm Tần Húc, trên mặt Cổ Dương lộ vẻ giễu cợt, cười như không cười nói. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Nhất hờ hững đáp. Đưa đây. Cổ Dương vẫn còn cười, nghiêm túc nói, đưa cả thần thạch tử diệu nữa, ngươi và cổ gia của ta không có thù oán gì lớn, nếu ngươi đưa thần thạch tử diệu cho ta, ta có thể được U Nhược Điện Hạ xem trọng, tâm trạng tốt, có lẽ sẽ để tên kiếm nô như ngươi sống sót rời khỏi thành Thiên Lăng. Vậy sao, nhưng Lâm Mỗ tâm trạng không tốt, cũng không định bỏ qua cho ngươi. Lâm Nhất bay lên không trung. Nhanh nhẹn ra tay, nâng tay đánh xuống một trường. Hắn biến trường thành quyền, trong người có thương long gào thét, sầm gió rít gào, kiếm ý bay lên trời cao. Kiếm uy và thương long yêu uy thoáng chốc xung hợp, tạo thành kiếm uy thương long khí thế ngút trời, một quyền như muốn xuyên qua hư không, chúa đựng lực lượng vô cùng đáng sợ. Tự tìm đường chết. Sắc mặt Cổ Dương thay đổi, hoàn toàn không ngờ Lâm Nhất sẽ chủ động ra tay, hắn ta nổi giận quát lên. Giơ tay đỡ đòn. Nhưng trước đó Lâm Nhất đối mặt với Thất Tú Thiên Lăng, một đấu ba vẫn không rơi vào thế yếu, một Cổ Dương có tư cách gì phách lối trước mặt hắn. Trong lúc hai lực lượng va chạm vào nhau, lực lượng cuồng bạo thoáng chốc đánh lui Cổ Dương, chân nguyên hệ thổ của hắn ta xuất hiện vết nứt. Chỉ một chiêu mà hắn ta đã thua trận, lục phủ ngũ tạng vô cùng đau đớn. Ngươi thật sự cho rằng đấu tay đôi, ta sẽ sợ Thất Tú Thiên Lăng sao? Kiếm ý mạnh mẽ trong mắt Lâm Nhất bắn ra, Cổ Dương lập tức cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đánh úp tới khiến toàn thân hắn ta vô cùng đau nhức. Vẻ hoảng sợ thoáng qua trong mắt hắn ta, kiếm ý này mạnh quá. Ngươi đã chọc giận ta. Cổ Dương giận dữ hét lên, trong cơ thể hắn ta đột nhiên bộc phát một uy áp đáng sợ, toàn thân hắn ta toát ra khí lạnh lẽo. Mái tóc dài của hắn ta tung bay. Một thanh trường kiếm quanh quẩn 8 tia sáng đen lơ lửng trên đầu mang đến cho mọi người áp lực thật lớn, khiến mọi người không thở nổi. Kiếm võ hồn, cấp huyền bát phẩm. Thanh kiếm này lạnh lẽo như tuyết mùa đông, sắc bén và tràn đầy sát ý vô song. Kiếm treo lơ lửng, khí chất của Cổ Dương thay đổi hoàn toàn, cả thế giới như bị đóng băng. Hắn ta bước tới trước, sau mỗi bước đi, kiếm ý lạnh lẽo trên người hắn ta trở nên dày đặc hơn gấp bội. Chỉ mới sau 3 bước, xung quanh đã phủ kín sương lạnh, cành lá, thậm chí cả vụn gỗ bay tán loạn cũng bị đóng băng. Có thể ép ta triệu hồi võ hồn, ngươi nên chết cũng không tiếc nuối. Vẻ mặt Cổ Dương cực kỳ khó coi, theo hắn ta đây là một sự sỉ nhục, đối phó với một tên kiếm nô cảnh giới Dương Huyền viên mãn mà phải triệu hồi võ hồn, thật bẽ mặt. Luồng khí lạnh này có lẽ là thiên phú bản mệnh nhờ võ hồn thức tỉnh sau khi thăng cấp lên cảnh giới âm dương. Không biết sau khi mình thăng lên cảnh giới âm dương, Trúc Long và Cùng Kỳ sẽ mang lại cho mình thiên phú bản mệnh gì. Lúc này Cổ Dương cũng đủ tư cách để mình rút kiếm. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một tia kiếm quang bay ra khỏi vỏ nhanh như chớp, khí lạnh lan tràn trong không khí lập tức nứt toạc. Táng hoa, ra khỏi vỏ. Chuyện này, sao có thể? Cổ Dương sợ hãi, không ngờ kiếm uy nặng nề như núi của mình lại nứt toạc trong nháy mắt, hoàn toàn không thể tin được. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể. Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa,
bước lên một bước, kiếm huy thương long bị áp chế trước đó bùng nổ. Khi đến gần quả hóa yêu, khí huyết trong cơ thể hắn càng sôi trào mãnh liệt hơn giúp yêu huy thương long giành thế chủ đạo, khí chất hấp dẫn nhưng không hỗn loạn kia lập tức trở nên nổi bật vô cùng. Ầm ầm. Lâm Nhất bước tới mấy bước liên tiếp, hắn trong bộ đồ xanh tựa như cây sen yêu, kiếm ý vô biên càn quét tám hướng, yêu huy thương long gầm thét không dứt. Sau khi bước tới năm bước, hắn cầm kiếm táng hoa đè mạnh xuống, toàn bộ chân nguyên và kiếm huy thương long nhờ thi triển tử diên kiếm quyết đều tập trung ở mũi kiếm. Hoa mọc từ chốn nào? Đóa tường vi thoáng hiện trên mũi kiếm, ngay khi hoa nở chiếu sáng, kiếm thế mạnh mẽ cuồn cuộn lao đi. Giờ phút này, không chỉ Cổ Dương, ngay cả mấy tên trưởng lão Cổ gia ở phía sau hắn ta cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Khi đóa tường vi trên mũi kiếm nở rộ hoàn toàn, kiếm quang vô tận bùng nổ như làn sóng. Bùm! Vùng không gian trói buộc lạnh buốt do Cổ Dương phong tỏa bằng kiếm võ hồn hoàn toàn nổ tung, kiếm quang sáng rực, Cổ Dương đứng mũi chịu sào, máu chảy ra từ khóe miệng, bị đánh văng ra xa. Tiếp theo tia kiếm quang kia lan rộng ra xung quanh như làn sóng, kèm theo đó là hoa tường vi nhảy múa cuồng loạn trên không trung, mấy tên trưởng lão Cổ gia cũng bị đánh bay. Vùng không gian xung quanh quả hóa yêu lấp lánh như vì sao lập tức xuất hiện những vết nứt. Nhưng những vết nứt này chỉ xuất hiện trong tích tắc, đợi sau khi dư chấn của hoa mọc từ chốn nào tiêu tán, đám người Cổ Dương nhất định sẽ tập trung lại thêm lần nữa. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Lâm Nhất xác định rõ mục tiêu, thi triển thất huyền bộ đến mức cao nhất, nhanh chóng xuyên qua khoảng trống giữa họ, sau đó giang hai tay ra, kim quang bùng lên, trên không trung xuất hiện những cái bóng mờ. Hắn thi triển kiếm ý đến cực hạn, ngăn chặn uy áp của quả hóa yêu, từng bước đến gần. Keng, keng, keng. Quả hóa yêu dường như cảm nhận được nguy hiểm, nguyên lực tinh thần rồi rào hóa thành những lưỡi đao gió đánh vào người Lâm Nhất. Trong nháy mắt, chiến thể thương long bị cứ chảy máu nhiều chỗ, nhưng Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, sâu trong mắt hắn có nỗi chấp niệm không cách nào biến mất, hắn đến đây vì quả hóa yêu, không ai có thể ngăn cản hắn. Thất tú thiên lăng không thể, cơn lốc tinh nguyên do quả hóa yêu này bắn ra cũng không thể. Lâm Nhất ôm theo chấp niệm không sợ sinh tử, đối mặt với cơn lốc tinh nguyên huyết sắc, một tay dứt khoát cầm lấy quả hóa yêu bao phủ tám tia huyết quang kia. Bùm! Quả hóa yêu kia tựa như trái tim núi lửa, vừa cầm vào tay thì lập tức có năng lượng vô tận bùng nổ, khiến bàn tay Lâm Nhất bị thương. Nó muốn thoát khỏi tay hắn, nhân cơ hội này bỏ chạy. Ngoan ngoãn một chút nào. Lâm Nhất giận dữ hét lên với vẻ mặt dữ tợn. Trong tiếng gào thét của thương long, yêu uy toàn thân tăng vào trấn áp khí thế tàn bạo của quả hóa yêu. Phía sau hắn, Cổ Dương sững sờ, ngay sau đó hoàn hồn lại. Trong mắt lập tức bùng nổ tia sáng lạnh đáng sợ. Để quả hóa yêu lại cho ta. Hắn ta giận tái mặt, thanh kiếm võ hồn toát khí lạnh trong tay hắn ta điên cuồng đâm ra. Đi chết đi. Sau khi phản ứng lại, các trưởng lão Cổ gia khác cũng vô cùng giận dữ, lần lượt ra tay, muốn giết chết hắn ngay tại chỗ. Thất huyền bộ, kim ô tại thiên, mặt trời lơ lửng. Lâm Nhất cất kiếm táng hoa vào vỏ. Cẩn thận cất quả hóa yêu quý hiếm này, sau đó thi triển bộ pháp mạnh nhất của thất huyền bộ, trên người hắn lập tức bùng lên kim quang. Kim ô ấn nở rộ sau lưng hắn, chân nguyên vô tận ngưng tụ, kết thành cánh kim ô khi hắn giang hai tay ra. Keng keng keng. Trong luồng kim quang này, kiếm quang lạnh lẽo của Cổ Dương liên tục đánh vào người Lâm Nhất, máu chảy không ngừng. Khi sát chiêu của mấy tên trưởng lão Cổ gia khác cũng sắp đánh vào người Lâm Nhất. Cuối cùng kim ô tại thiên, mặt trời lơ lửng cũng được Lâm Nhất thi triển xong. Hai cánh tay hắn vỗ mạnh, bay thẳng lên trời như mặt trời. Người hắn chảy máu đầm đìa, hắn trả cái giá không nhỏ để giành được quả hóa yêu này. Đây là... Hắn định bay thẳng lên mây ư. Đám người Cổ Dương sững sờ, chỉ thấy Lâm Nhất bay thẳng lên trời, đâm xuyên vài thân cây thô to, tiến thẳng đến đỉnh cao nhất của cây luyện yêu. Vù, vù, vù. Lúc này có tiếng xé gió vang lên, ba bóng dáng đằng đằng sát khí nhanh chóng đáp xuống, là Tần Húc và hai huynh đệ Kim gia đã đuổi theo hắn suốt chặng đường. Tên kiếm nô đó đâu rồi? Vừa đáp xuống đất,
Tần Húc lập tức lạnh giọng hỏi. Cổ Dương nổi giận, không biết tự nhìn à. Tần Húc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lâm Nhất bay thẳng về phía ngọn cây như mặt trời với uy áp lớn mạnh, mặt hắn ta khẽ biến sắc, tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Quả hóa yêu trên ngọn cây đã bị Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm nhắm tới từ lâu rồi. Các ngươi cũng bị hắn cướp quả hóa yêu à? Hai huynh đệ Kim gia nhìn chằm chằm vào đám người Cổ Dương, đột nhiên lên tiếng hỏi. Mấy tên trưởng lão Cổ gia lập tức sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn hai người họ. Hai huynh đệ Kim gia không để ý lắm, nhếch môi cười nhạo, lẩm bẩm, đây là quả hóa yêu tám tia huyết quang đấy, thế mà cũng bị tên kiếm nô kia cướp mất. Trưởng lão Cổ gia vừa định nổi giận, Cổ Dương đã lên tiếng, hắn xuyên qua mây rồi. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên, tầng mây như huyết quang bao trùm bị kim quang đâm xuyên thành một lỗ thủng thật lớn. Đuổi theo. Sau cơn khiếp sợ, họ lập tức biến sắc, vội vàng đuổi theo. Chưa kể Lâm Nhất có thù không đội trời chung với họ, chỉ với hai quả hóa yêu trong tay hắn thì họ đã không thể cho hắn đường sống. Trên ngọn cây luyện yêu, nhánh cây đan xen phức tạp như xúc tu yêu ma. Sau khi Lâm Nhất bay lên tới nơi, hắn không ngừng thở dốc. Trên ngọn cây ở nơi có mây mù thưa thớt này có một quả hóa yêu bao phủ chín tia huyết quang, thân quả ánh lên huyết quang trong suốt như ngọc. Đó là quả hóa yêu quý giá nhất của cây luyện yêu khổng lồ này, nhưng cũng là quả nguy hiểm nhất. Lúc trước từng có người liều lĩnh đến cướp, nhưng còn chưa tới gần đã biến thành bộ xương khô, máu toàn thân cạn kiệt, chết ngay tại chỗ. Vùng không gian đáng sợ trên tầng mây máu là cấm địa không thể tới gần trong mắt rất nhiều người. Ngay cả Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm tài giỏi vô song, sau khi tận mắt nhìn thấy nhiều tà tu chết thảm, họ cũng không dám liều lĩnh đi hái. Nhưng bây giờ Lâm Nhất lại xuyên thủng bầu trời, bay lên đó trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Không lâu sau, Cổ Dương, Tần Húc, huynh đệ Kim gia và một đám tà tu có mục đích riêng của mình đều xuất hiện ở nơi Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm đang đứng. Vị trí này nằm ở dưới đỉnh mây, nơi cao nhất của cây luyện yêu, chỉ cần nhảy nhẹ lên là có thể xuyên qua tầng mây máu kia. Gió lớn rít gào, uy áp lớn mạnh từ phía trên, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Răng rắc. Âm thanh giòn giã thỉnh thoảng phát ra từ nhành cây họ đang đứng cũng khiến người ta nơm nớp lo sợ. Tiểu tử này đúng là không sợ chết. Trần Tử Ngọc lạnh lùng lên tiếng. Bên trên đỉnh mây có uy áp rất mạnh, hắn ta và Sở Mộ Viêm đã tận mắt nhìn thấy mấy tên tà tu thâm tàng bất lộ bay lên hái quả hóa yêu bao phủ chín tia huyết quang kia, nhưng tất cả họ đều chết một cách khó hiểu. Từng bộ xương khô không còn sự sống rơi ào ào xuống trước mặt hai người, họ nhìn mà phát khiếp, chậm chạp không dám mạo hiểm. Họ không thể hiểu được Lâm Nhất lấy can đảm từ đâu ra. Sau khi cướp một quả hóa yêu bao phủ tám tia huyết quang, hắn còn bay thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây. Vị trí của họ có thể nói là khá gần với Lâm Nhất, độ cao chưa tới 100 mét, chỉ cách một tầng mây máu. Những đám mây máu thoạt nhìn có vẻ nặng nề dưới đáy lại là làn xương máu mỏng manh trong mắt họ, ngẩng đầu nhìn xuyên qua tầng mây kia thậm chí có thể thấy rõ Lâm Nhất trên ngọn cây. Lâm Nhất, mau giao quả hóa yêu và thần thạch tử diệu ra đây, người đã không còn đường nào để đi nữa. Sở Mộ Viêm cầm trường thương trong tay, chân nguyên toàn thân dao động, mái tóc dài tung bay theo gió, một cơn gió sắc bén thổi quanh người hắn ta. Trong lúc mơ hồ, cơn gió này phát ra ánh ngọc quỷ dị, chiếu sáng mỗi tấc da trên người hắn ta. Luồng khí lạnh uốn lượn trên lòng bàn tay hắn ta. Hấp thu và phóng thích sự sắc bén vô biên khiến cây trường thương màu đen trong tay hắn ta như có uy lực vô tận. Như thể bầu trời cũng có thể xuyên thủng trong giây tiếp theo. Đó là thương kinh long, bảo khí siêu phẩm được đại tông đứng đầu thành Thiên Lăng dốc hết toàn lực chế tạo, gồm tổng cộng 3 cây, tông chủ 1 cây, trưởng lão thái thượng 1 cây, không ngờ một cây cuối cùng lại nằm trong tay Sở Mộ Viêm. Lâm Nhất, giao quả hóa yêu và thần thạch tử diệu ra đây. Trần Tử Ngọc ta sẵn sàng tiêu trừ mối thù giữa ngươi với U Nhược Điện Hạ. Trần Tử Ngọc chậm rãi lên tiếng, nói tới đây coi như là đã nhượng bộ hết sức có thể. Thực tế là do tình thế bất đắc dĩ, Lâm Nhất đang đứng trên đỉnh mây, nơi đó là cấm địa, họ không muốn mạo hiểm xông lên đánh nhau với hắn. Cùng lúc đó, đám người Cổ Dương tách nhau ra,
họ đứng ở những vị trí khác nhau, đằng đằng sát khí canh giữ ở tất cả vị trí Lâm Nhất sẽ nhảy xuống. Trong nháy mắt, các thiên kiêu yêu nghiệt và tà tu hàng đầu đã bao vây chặt chẽ Lâm Nhất trên đỉnh mây. Đó là vùng không gian khá nhỏ hẹp trên ngọn cây luyện yêu trên đỉnh mây. Nơi đó cũng là một vùng đất chết, trước đây từng có rất nhiều người chết và ở đó. Nếu hắn dám tiến thêm một bước thì sẽ chết một cách khó hiểu như những tên tà tu trước kia. Còn nếu hắn dám lùi lại sẽ bị đám người Thất Tú Thiên Lăng và đám cao thủ tà tu đồng loạt bao vây tấn công. Bởi vì tất cả mọi người đều biết hắn đang giữ hai quả hóa yêu, họ sẽ không để hắn rời đi. Dù thế nào thì có vẻ như cũng chỉ có một con đường thỏa hiệp với đám người sư mộ viêm là đi được. Hừ, chỉ là một tên kiếm nô thôi, cần gì phải rắc rối như thế. Trước đó Kim Dực bị thương nặng vì một trưởng đại phong kình của Lâm Nhất, trong lòng vô cùng hận, vẻ mặt dữ tợn, không nhịn được nữa. Hắn ta muốn bay lên trên mây để giết chết Lâm Nhất. Nhưng vừa nhúc nhích đã có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn ta, là Trần Tử Ngọc. Khí lạnh ẩn chứa trong ánh mắt ấy như xâm nhập vào linh hồn, lập tức làm Kim Dực dừng bước. Ngươi muốn chết sao? Nếu như có thể ra tay trên đỉnh mây thì còn đến lượt ngươi à? Ta và Sở Mộ Viêm đã lên đó giết hắn từ lâu rồi. Các ngươi đẩy hắn vào đường cùng, còn tiếp tục đuổi theo. Nếu có liều mạng, làm mất cái mạng của ngươi là nhỏ, một khi làm hỏng quả hóa yêu của ta, cả Kim gia nhà ngươi cũng không gánh nổi đâu. Trần Tử Ngọc lạnh lùng nhìn hắn ta, bí mật truyền âm cảnh cáo, đợi sau khi lửa hắn xuống rồi ra tay. Kim Dực chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, bất kể là thực lực hay mưu mô thì Trần Tử Ngọc đều rất đáng sợ. Lúc trước hắn ta đã nhân danh mình đưa ra hứa hẹn, nhưng không ngờ tất cả đều là dối lừa. Ngay cả hắn cũng suýt bị hắn ta lừa. Lâm Nhất. Dưới cây luyện yêu, một nhóm võ giả và nhân tài kiệt xuất địa phương đứng ở nơi khác ngửa đầu nhìn lên, tất cả họ đều kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm. Trong đó Quách Húc và Dương Phàm càng kinh ngạc hơn. Không ngờ Lâm Nhất lại to gan như thế, liên tục cướp hai quả hóa yêu thì cũng thôi, bây giờ còn dám bay lên tầng mây, rằng co với Thất Tú Thiên Lăng và các tà tu. Những người này đều ăn người không nhả xương, ai cũng không dễ động vào. Sao phải rắc rối như thế? Quả hóa yêu, thần thạch tử diệu và mạng của Lâm Nhất ta đều ở đây. Nếu các ngươi muốn thì lên trên đỉnh mây đánh với ta một trận. Vào lúc này... Trên ngọn cây vang lên một tiếng cười khẩy, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai. Giọng nói này như phát ra từ trên 9 tầng mây, nhưng tất cả mọi người lại có thể nghe thấy rõ ràng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không thấy rõ người nói, nhưng giọng nói này lại vô cùng quen thuộc. Là Lâm Nhất. Hắn vẫn ngông cuồng, tự tin và khí phách như trước, đặc biệt là câu cuối cùng, lên trên đỉnh mây đánh với ta một trận. Giọng điệu khinh thường và mỉa mai ấy cứ quanh quẩn bên tai mọi người. Tất cả họ đều không ngờ Lâm Nhất lại ngông cuồng như vậy, không thèm đếm xỉa tới lời thỏa hiệp của Trần Tử Ngọc. Hắn vừa dứt lời, Trần Tử Ngọc, Sở Mộ Viêm và đám người Tần Húc lập tức biến sắc. Một tên kiếm nô thấp hèn, sắp chết đến nơi, đã không quỳ xuống xin tha mà còn dám thách thức họ. Đặc biệt là Trần Tử Ngọc, hắn ta coi như đã nhượng bộ hết sức có thể. Không ngờ tiểu tử kia lại không biết cảm kích chút nào. Không chỉ những nhân tài kiệt xuất này, những tà tu sống hơn trăm tuổi cũng có vẻ mặt u ám đáng sợ. Thần thạch tử diệu, quả hóa yêu và Lâm Nhất hắn, nếu muốn thì lên trên tầng mây đánh với hắn một trận. Lời tuyên bố khí phách như thế khiến hắn không chỉ trở thành kẻ địch của các nhân tài kiệt xuất thành Thiên Lăng, ngay cả những tên tà tu kia cũng bao gồm trong đó. Một tên kiếm nô mà dám dõng dạc như thế, ta sẽ giết ngươi. Kim Dực vừa bị Trần Tử Ngọc thầm bảo dừng lại, nghe vậy thì không thể nhìn tiếp nữa. Hắn ta khịt mũi, bay lên không trung với sát ý vô biên. Trần Tử Ngọc không ngăn cản, cũng không có ý định ngăn cản. Dù Kim Dực không ra tay thì hắn ta cũng sẽ ra tay, tên Lâm Nhất này đã không đồng ý với đề nghị của hắn ta mà còn cười cợt hắn ta, điều này chẳng khác nào tát vào mặt hắn ta. Trên người Kim Dực bốc lên ngọn lửa hừng hực, chỉ trong chốc lát, một bộ chiến giáp ẩn chứa uy áp kinh khủng xuất hiện trên người hắn ta. Nhìn từ xa, hắn ta tựa như một vị chiến thần được bao phủ bởi ánh lửa, oai phong bá đạo, toát lên khí tức tàn nhẫn và hung ác.
quanh người hắn ta còn có những bụi gai được cô đọng từ ngọn lửa màu vàng, những bụi gai đó lơ lửng trên không. Chúng không phải bóng mờ ngưng tụ từ chân nguyên mà là những bụi gai được ngưng tụ từ ngọn lửa có thực thể. Mỗi bụi gai đều ẩn chứa năng lượng hỏa diễm cuồng bạo, uy lực cực mạnh. Là kim dực. Dưới cây luyện yêu, mọi người không thấy rõ mặt kim dực, nhưng lại khá quen thuộc với giọng nói và công pháp của hắn ta, gần như trong giây lát đã nhận ra hắn ta. Sự chấn động trong lòng họ khó có thể nói thành lời. Những người có thể lên đến tầng này đều được xem là yêu nghiệt, còn muốn đại chiến trên đỉnh mây thì phải nói là cực kỳ hung hiểm. Kiếm nô, chết đi. Ngay khi kim dực phá tan mây máu, hắn ta lập tức kết ấn rồi đánh xuống một trường. Bỗng, có hơn 1000 đóa kinh cúc xuất hiện, rực sáng cả bầu trời. Chúng hệt như những cánh hồ điệp đang điên cuồng nhảy múa, rồi kết lại thành một đóa hoa kinh cúc khổng lồ, rơi xuống cùng một trường của hắn ta. Từ bài học trước đó, lần này hắn ta vừa ra tay là dùng đến sát chiêu, không chút kiêng nể. Phút chốc, Lâm Nhất cảm giác được một áp lực cực lớn đổ ập xuống, đối mặt với luồng sóng nhiệt đó, máu trong cơ thể hắn gần như bốc cháy. Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể vang lên tiếng kiếm ngân, từng tiếng quanh quẩn giữa mây xanh. B-O-A-N-G, 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 B-O-A-N-G. Tử Diên kiếm quyết được thúc dục, những cánh hoa ở tử phủ run lên, hệt như những thanh kiếm ra khỏi vỏ. Đồng thời, kiếm ý quanh quẩn giữa mây xanh liên tục phát ra âm thanh vù vù, không ngừng xếp chồng lên nhau. Cùng lúc đó, sau lưng Lâm Nhất cũng xuất hiện một đóa hoa nở rộ. Đó là một đóa Tử Diên mang theo kiếm ý mênh mông. Ầm. Phút chốc, luồng kiếm ý này đã khóa chặt áp lực khủng khiếp từ đối phương, đâm thủng thế lửa của hắn ta. Đợi đến khi 100 cánh hoa nở bung ra, kiếm ý tiên thiên trên người Lâm Nhất đã đạt đến tình trạng đáng sợ trước nay chưa từng có. Lâm Nhất bấm đầu ngón tay, kiếm quang hệt như trăng sáng trên biển rộng, lúc này, nhiệt huyết trong lòng hắn sôi trào, cực kỳ hào hùng. Hắn nhớ đến những vị tiền bối, các vị đại năng của kiếm tông. Tuy đã chết nhưng vinh quang vẫn còn đó, hắn chợt nhớ đến câu, hạo nguyệt trường tồn, kiếm tông bất hủ. 8.000 năm công danh phủ bụi, 9 vạn dặm kiếm quang tung hoành. Tất cả chỉ trong một khoảnh khắc này. Đạn chỉ thần kiếm, kiếm hư vô phát. Kiếm quang chói lóa hệt như ánh trăng sáng tích tụ ở đầu ngón tay, ngay khi Lâm Nhất vung lên, lập tức có tiếng kiếm ngân vang vọng khắp trời đất. Ầm. Thoạt nhìn khiến người ta vô cùng sợ hãi, đóa hoa kinh cúc hệt như một ngọn núi lửa đang giáng xuống nhanh chóng bị kiếm quang đâm thủng, phút chốc chia năm xẻ bảy rồi nổ tung. Kim Dực hét thảm một tiếng, khóe miệng rỉ ra máu tươi, đồng tử của hắn ta co mạnh, luồng kiếm quang kia không ngừng phóng đại trước mắt hắn ta, khiến hắn ta lộ vẻ hoảng sợ, vội vã né tránh. Răng rắc. Ngay khi tai họa đổ ập xuống, hắn ta đã kịp né tránh. Tuy có thể né được luồng kiếm quang kia, nhưng kiếm phong sắc bén do kiếm quang tạo thành lại rạch một đường dữ tợn trước ngực hắn ta. Giáp thiên viêm được ngưng tụ từ chân nguyên lập tức vỡ ra. Máu tươi bắn tung tóe, Kim Dực phát ra một tiếng hét thảm. Ầm. Kiếm quang do Lâm Nhất bắn ra vẫn tiếp tục lao đi, những nơi nó đi qua, biển mây mênh mông bị xé toạc ra. Trong tích tắc, Lâm Nhất vốn ẩn mình ở sâu trong màn sương cũng hoàn toàn lộ diện. Thiếu niên mặc một bộ đồ xanh, mắt sáng răng trắng, mi tâm có điểm một dấu ấn, tuấn tú như yêu ma. Hắn đứng ở chóp mây, ngạo nghễ nhìn xuống. Mọi người quay lại nhìn Kim Dực, hắn còn chưa kịp rơi xuống tầng mây thì đã hét thảm một tiếng, sau đó bị hất bay. Một ngón tay mà đã thất bại. Tương phản to lớn như thế lập tức khiến đám người ở tầng dưới của cây luyện yêu liên tục phát ra tiếng kinh hô. Ca. Kim Triển hoảng hốt, vội vàng bay lên đỡ lấy Kim Dực. Việc này. Bên dưới tầng mây, ánh mắt Trần Tử Ngọc lóe lên tia kinh ngạc. Kế đó sắc mặt hắn ta trở nên nghiêm túc. So với những kẻ ở tầng dưới, đương nhiên tầm mắt của bọn họ rõ ràng hơn rất nhiều. Đó không phải là một ngón tay, mà là một loại bí thuật cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, Lâm Nhất đã tu luyện đến cảnh giới sâu không lường được, hạ phúc thành văn, có thể thi triển ngay tức thì. Khi những cánh hoa Tử Diên đều nở bung ra, có thể cảm giác được rất rõ kiếm uy trên người Lâm Nhất đang được chồng lên,
gần như có thể sánh với bán bộ thiên phách. Nếu không, cùng là yêu nghiệt thiên kiêu, sao Kim Dực có thể thua nhanh như vậy được? Nhưng ở đây đều là những kẻ ngoan độc, đặc biệt là Thất Tú Thiên Lăng, bọn họ vốn có thù oán sâu đậm với Lâm Nhất, thế nên hận hắn thấu xương, nào có chuyện để hắn tỏa sáng như vậy được. Phút chốc, sát ý bùng nổ, mây mù bị đánh tản ra bốn phía không cách nào tụ lại được nữa. Tên kiếm nô kia, ngươi tưởng ngươi lật trời được à? Ta đến giết ngươi. Tần Húc, kẻ trước đó bị Lâm Nhất đánh bị thương, quát to, trong mắt hắn ta lóe lên tia sáng lạnh, xương cốt toàn thân phát ra tiếng nổ lách cách, chẳng mấy chốc, cơ thể hắn ta cao lên hơn một trượng, biến thành yêu vật nửa người nửa vượn, trên người hắn ta tỏa ra sát khí kinh khủng, khiến người ta hoảng sợ. Đây quả thực là hy sinh át chủ bài. Tần huynh, ta đến giúp huynh. Cổ Dương bị Lâm Nhất cướp đi một quả hóa yêu có 8 sợi huyết quang, hắn ta nuốt không trôi cơn tức này, nên chỉ cần chém giết được Lâm Nhất, hắn ta sẽ không ngại liên thủ với bất kỳ ai. Thương thế của ca ta, hôm nay ngươi đừng mong sống sót. Kim Triển mở to mắt nhìn vết thương trên người Kim Dực, sắc mặt hắn ta trở nên dữ tợn, sát ý hoàn toàn được phóng thích. Ra tay đi, người này không thể sống được, quả hóa yêu kia không được phép rơi vào tay kẻ khác. Trần Tử Ngọc bình tĩnh nói với Sở Mộ Viêm đang đứng bên cạnh mình. Hắn vốn đáng chết, chỉ là một tên kiếm nô mà cũng dám khoác lác không biết ngược. Lên trên tầng mây, đánh với hắn ta một trận, không tự nhìn xem thân phận của mình là gì. Hắn xứng à? Sở Mộ Viêm nắm chặt thương kinh long, sắc mặt hắn ta âm u và rét lạnh, cùng Trần Tử Ngọc bay vọt lên trời. Giết! Đám tà tu, đa mưu túc trí kia thấy những nhân tài kiệt xuất cấp yêu nghiệt đều hành động, hiển nhiên, bọn họ cũng không cam tâm bị bỏ lại. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều cao thủ phóng lên trời, dạo bước giữa không trung. Bọn họ vừa gánh trên vai uy áp của cây luyện yêu, vừa phải nghiền chết Lâm Nhất, rồi lại tranh thủ đoạt lấy quả hóa yêu có 9 sợi huyết quang kia. Lâm Nhất không nhúc nhích, trong mắt nhiều người, có lẽ hắn đã sợ đến mức choáng váng. Ngẫm lại cũng đúng, Thất Tú Thiên Lăng cùng rất nhiều tà tu đồng loạt ra tay, cục diện như vậy quả thật khiến nhiều người kinh sợ. Nếu là người thường, e là đã sớm bị dọa chết khiếp, đừng nói đám người này đồng loạt ra tay, sợ rằng chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến bọn họ hồn phi phách tán, phải quỳ xuống xin tha. Tên Lâm Nhất này thật quá ngông cuồng, hắn nói đánh với hắn một trận ở trên tầng mây, câu nói này gần như đắc tội với tất cả mọi người. Uy áp ở tầng mây phía trên cây luyện yêu đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Dù hắn muốn đi, cũng đi không được nữa. Tầng dưới cây luyện yêu, có rất nhiều người thầm nghĩ. Quả hóa yêu trên người Lâm Nhất, còn có thần thạch tử diệu và mạng của hắn, e là đều bị kẻ khác thu mất. Hắn đã là người chết, từ khi hắn nói ra câu nói ngông cuồng kia, cái tên Lâm Nhất đã không còn tồn tại nữa rồi. Nhưng ngay lúc đó, mọi người đột nhiên kinh ngạc đến mức không nói thành lời, cả đám chỉ biết há hốc mồm mà nhìn. Trên đỉnh đầu của thiếu niên áo xanh đã ngưng tụ một luồng sét tự khi nào. Nó có đường kính lên đến 100 mét, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một ngôi sao đang lơ lửng trên đầu hắn. Xíu, yêu yêu. Lâm Nhất không rút kiếm, nhưng sâu trong mắt hắn có một quầng sáng lóe lên. Quầng sáng chói mắt. Có thể sánh với phong thái của bất kỳ một thanh bảo kiếm nào vừa ra khỏi vỏ, thậm chí còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bang, bang. Kiếm âm vang vọng, trong một tích tắc, kiếm âm ngân lên hệt như 9 tiếng sét, trên đỉnh mây, 4 phương 8 hướng dường như nổi lên chống trận, không khí nổ tung, không ngừng chấn động. Đây chính là bá kiếm tinh thần đại bảo. Khoảnh khắc đó, sắc mặt bọn người Trần Tử Ngọc trắng bệch, không còn chút máu. Sát chiêu nghịch thiên bực này thì dù có là trong tình huống bình thường, bọn họ muốn đối phó cũng phải cực kỳ gian nan, huống chi là hiện tại, thân còn đang ở giữa không trung. Lại nói, điểm đáng sợ nhất không phải đang ở giữa không trung, mà điều khiến người ta kinh hoàng chính là kiếm ý của thiếu niên được diễn hóa thành ngôi sao phát ra lôi mang ngay trên đỉnh mây, nơi cao nhất của cây luyện yêu. Vốn dĩ, bọn họ muốn phóng lên trời đã phải gánh lấy áp lực lớn lao. Có thể nói là không hề dễ dàng, trong khi sát chiêu này của Lâm Nhất lại từ trên cao giáng xuống, không chỉ không bị trở ngại, mà hơn nữa còn được uy áp hùng hậu của cây luyện yêu phụ trợ. Phụt!
Tần Húc là người bay lên đầu tiên, hắn ta có cảm giác da thịt như nổ tung, máu tươi trào ra từ khóe miệng, cơ thể mất thăng bằng rơi xuống. Không, không. Tần Húc hoảng sợ không thôi, nơi này là đỉnh của biển mây, hắn ta thật sự không dám tưởng tượng một khi rơi xuống sẽ nhận lấy kết cục như thế nào. Không chỉ hắn ta, những kẻ có ý định phá vỡ biển mây đều bị ngôi sao dẫn xét hung hăng đánh trúng, cả đám đồng loạt hộc máu, sau đó bị hất văng ra ngoài hệt như mấy cái bao cát, rơi mạnh xuống. Cảnh tượng bực này quả thực rúng động lòng người. Những kẻ chờ xem Lâm Nhất chết thảm đều không khỏi bàng hoàng, bất kể là Tần Húc hay Cổ Dương, hoặc là Trần Tử Ngọc, Sở Mộ Viên, những nhân tài mạnh đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Ngay lúc này, tất cả đều bị tinh thần đại bạo của Lâm Nhất đánh bay, kế đó bị uy áp hùng hậu của cây luyện yêu đè mạnh xuống. Trên tầng mây, đấu với ta một trận. Giờ phút này, mọi người chợt nhớ đến câu nói lúc trước của Lâm Nhất, cả đám đều cảm thấy sởn gai gốc. Tất cả những thứ này đều là cục diện do thiếu niên kia bố trí. Cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, bày ra một cái bẫy khó có thể nhìn thấu, bất kể ngươi có là yêu nghiệt thiên kiêu hay là tà tu giàu kinh nghiệm thì chỉ một mình ta, là đủ. Đám yêu nghiệt đang rơi xuống kia lần lượt thi triển thủ đoạn, toàn thân bọn họ bộc phát dị tượng làm người ta kinh sợ, vô số trạc cây cứng cáp bị đụng gãy. Ngày thường, đám người này vẫn luôn tỏ thái độ kiêu ngạo, là tâm điểm được mọi người chú ý, thế nhưng giờ phút này lại vô cùng thê thảm và đáng thương. Một khi rơi xuống cây luyện yêu thì không còn cách nào trở mình. Huống chi còn rơi từ tầng mây, dù là yêu nghiệt thiên kiêu cũng không có ngoại lệ. Lâm Nhất vận dụng uy áp hùng hậu của cây luyện yêu để phụ trợ, từ đó thi triển kiếm chiêu mạnh nhất. Trên tầng mây, hắn há miệng thở phì phò, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, một kích này đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của hắn, mặc dù không đến mức cạn kiệt, nhưng cũng sắp cạn rồi. Còn đối với những người khác, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thế này, lòng bọn họ rung động đến nỗi không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Bất kể là yêu nghiệt thiên kiêu hay là tà tu mạnh mẽ nhất thì giờ phút này cũng đều rơi rụng, chỉ có Lâm Nhất, mặc kệ tất cả, hắn vẫn đứng ngạo nghễ trên đỉnh mây. Trong tuyệt cảnh, không đường lên trời, không cửa xuống đất, hắn đã lựa chọn dùng sức một người đối địch với quần hùng. Trước mắt bao người, Lâm Nhất xoay người đi đến quả hóa yêu cuối cùng kia. Bước chân hắn tập tễnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, không một chút do dự. Hắn đến đây là để tranh đoạt quả hóa yêu. Tranh vì chính mình và cũng vì ngựa huyết long. Hắn có chấp niệm không sợ sống chết, một khi đã xác định mục tiêu, quyết không lùi bước. Việc này, tên này không muốn sống nữa à, vậy mà còn có ý định đánh nhau với quả hóa yêu. Ai cùng biết hiện tại Lâm Nhất đã tiêu hao rất nhiều, tình huống không mấy lạc quan. Thế nhưng hắn vẫn không chùn bước, quyết tiến về phía quả hóa yêu, việc này khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Trên đỉnh mây, xương máu bị đánh tan, mọi người có thể nhìn rõ huyết khí trên người kiếm khách áo xanh đang dần nhạt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Quả hóa yêu có 9 sợi huyết quang kia đã sớm thành yêu, nó hại chết không biết bao nhiêu người. Trước đó, có rất nhiều tà tu xông đến, nhưng còn chưa lại gần đã bị hút thành xương khô. Hiện tại, Lâm Nhất tiến đến, hình ảnh tương tự cũng xuất hiện. Thân thế hắn từ từ khô quắt lại, hốc mắt hãm sâu, nhìn cực kỳ tiêu tụy, nếu tiến thêm nữa ắt sẽ có kết cục như những kẻ đi trước. Bịch, bịch. Trên đỉnh mây. Sắc mặt Lâm Nhất rất bình tĩnh, hắn có thể cảm nhận được huyết khí hệt như đại dương mênh mông bao quanh mình đang nhanh chóng nhạt đi. Mỗi một bước, thân thể hắn lại khô quắt thêm một phần, thế nhưng hắn vẫn tỉnh táo phân tích. Hắn có huyết khí dồi dào, chiến thể thương long vượt trội người thường, không thể so sánh với những tà tu đã hóa thành xương khô trước đó. Nếu chỉ thế, hắn hoàn toàn có thể chống cự đến lúc hái được quả hóa yêu. Điều đáng lo duy nhất chính là càng đến gần, liệu tốc độ cắn nuốt huyết khí của quả hóa yêu có tăng vọt hay không? Cái này đành phải, cược. Trên đời này, không có gì là 100% cả, mỗi một bước đi đều phải đánh cược, chỉ là tỷ lệ lớn hay nhỏ và cái giá phải trả là bao nhiêu mà thôi. Ván cược trước mắt, một khi thất bại, ắt phải trả bằng tính mạng. Trong con người đen kịt của Lâm Nhất vụt qua vô số tia sáng. Mỗi một lần nguy hiểm đến tính mạng,
ngựa huyết long đều thay hắn cướp đoạt linh dược, có lẽ, nó chưa từng nghĩ đến những điều này. Đã thế, Lâm Nhất ta cũng không cần nghĩ nhiều, cược vậy. Thịch, thịch, thịch. Đột nhiên hắn tăng tốc, liều mạng chạy đến quả hóa yêu cuối cùng trên ngọn cây. Mỗi một bước đều mang theo áp lực cực lớn, áo dài tung bay, trở nên rộng lớn hơn nhiều, điều đó cũng có nghĩa là thân thể hắn đang không ngừng khô héo. Đến bước cuối cùng, Lâm Nhất gần như chỉ còn lại da bọc xương, khô héo trông rất đáng sợ. Quả hóa yêu kia phát ra hào quang màu hồng chói mắt, cứ như muốn nuốt luôn cả xương cốt của hắn, khiến hắn khó có thể tiến thêm bước nữa. Khi sắp hóa thành một cỗ xương khô, rốt cuộc, Lâm Nhất cũng thi triển thủ đoạn cuối cùng, thương long ấn ở ngực được kích hoạt. Thình thịch, trái tim đang yên tĩnh bỗng điên cuồng nảy lên như núi lửa dâng trào. Trong tiếng gào thét của thương long, hắn bước lên một bước cuối cùng, nắm chặt lấy quả hóa yêu kia. Ầm. Phút chốc, quả hóa yêu trong lòng bàn tay bộc phát huyết quang chói mắt, hằng hà sa số huyết khí tuôn ra. Trên đỉnh mây, khí huyết toàn thân Lâm Nhất sôi trào, cơ thể khô quắt của hắn như cành khô gặp xuân, bắt đầu khôi phục điên cuồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phút chốc, đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn tản ra ngoài, hình thành sương mù màu tím đen bao quanh người hắn. Còn chưa hết, thương long cửu biến của hắn không ngừng vận chuyển để luyện hóa luồng huyết khí này, phút chốc, trên da thịt hắn xuất hiện long văn dữ tợn. Từ 11 đường bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cho đến khi đạt đến 16 đường, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Tu vi cũng theo đó tăng trưởng toàn diện, biết được mức độ khủng bố của long văn, Lâm Nhất cảm thấy hoảng sợ không thôi. Chỉ cầm trong tay thôi mà đã đáng sợ như vậy, không biết đến khi luyện hóa hoàn toàn, quả hóa yêu này sẽ mang đến bao nhiêu lợi ích nữa. Bất kể căn cơ của hắn có thâm sâu cỡ nào thì sợ rằng cũng sẽ dễ dàng bị đâm thủng, sau đó dùng tư thế cuồng bạo đánh vỡ bình chướng cảnh giới âm dương. Rắc, rắc. Cùng lúc đó, sau khi mất đi quả hóa yêu cuối cùng, cây luyện yêu như mất đi hồn phách mà không ngừng héo rũ. Uy áp của nó cũng theo đó tan thành mây khói, khoảng không xung quanh dần khôi phục lại bình thường. Muốn sống lại lần nữa e rằng phải mất 900 năm. Lấy được kỳ quả ngàn năm của thiên địa, chỉ có thể ngộ, không thể cầu, Lâm Nhất nghiễm nhiên trở thành người thắng cuối cùng. Phụt. Một số tán tu có tu vi yếu kém nhanh chóng rơi xuống, kế đó hóa thành một đống bùn nhão, trong từng tia máu còn lóe lên điện quang được diễn hóa từ kiếm ý. Trước đó, bọn họ đã chịu một kích từ sự bùng nổ khủng bố của tinh thần đại bạo, sau lại bị cây luyện yêu trấn áp, thế nên kết cục như vậy là điều không thể tránh khỏi. Kể cả đám người có thực lực mạnh mẽ như Trần Tử Ngọc cũng không khá hơn. Sau khi rơi xuống đất, bọn họ thất thểu bò dậy, cả người lảo đảo, không cách nào đứng vững được. Cả bọn lục tục lấy ra linh dược bảo vệ tính mạng, nhai nuốt rồi ngẩng đầu nhìn lên, sát ý đáng sợ bùng nổ trong mắt. Vèo. Nhưng trên đỉnh mây, sau khi cướp được quả hóa yêu, Lâm Nhất giang rộng hai tay, trực tiếp bay đi. Hắn đã là người thắng cuối cùng, có được thu hoạch to lớn. Tất cả người trong mật cảnh kiếm tông cộng lại đều không bằng con số lẻ của hắn, đương nhiên, hắn không cần thiết phải truy cùng đuổi tận. Đáng giận. Mấy người Tần Húc bị trọng thương, dù có linh đan bảo vệ tính mạng thì vẫn vô cùng suy yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất rời đi. Có người cảm thấy không phục, cố kéo thân thể tàn tạ, hòng đuổi theo. Không cần truy đuổi, hắn vốn đã là người chết, cứ chữa thương trước đã, đợi sau khi vết thương lành lặn, lấy mạng hắn là được, sắc mặt Trần Tử Ngọc âm u, nhưng hắn ta vẫn ngông cuồng như trước, dường như không hề quan tâm đến thương thế của mình. Cũng đúng, chúng ta có phương pháp đánh vỡ khe hở mật cảnh, còn tên kia chỉ có thể quay về đường cũ. Ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Không cần hoảng hốt, sẽ bị loạn. Cổ Dương ho khan, lẩm bẩm nói. Trong lãnh thổ thành Thiên Lăng thỉnh thoảng có mật cảnh kiếm tông xuất thế, các gia tộc tại đây có sự hiểu biết cực kỳ sâu sắc với mật cảnh, nên có được thủ đoạn đánh vỡ nó, bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài. Tuy nhiên, Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm lại không nói lời nào. Có vẻ như hai người bọn họ có ý định khác, nên cũng chẳng quan tâm Lâm Nhật chạy được bao xa. Mấy canh giờ sau, ở lối vào mật cảnh dãy núi Thiên Lăng, một bóng hình màu thiên thanh xuất hiện chính là Lâm Nhất. Hắn nhảy vọt lên,
sử dụng thất huyền bộ đã đạt đến hóa cảnh đến cực hạn, dọc đường cắt đuôi nhiều truy binh, xem như chỉ kinh hoàng chứ không nguy hiểm. Lúc này, chân nguyên toàn thân hắn cuồn cuộn, một thân áo xanh đã bị nhuộm đỏ như máu. Một đường chạy như bay, hắn tiêu hao không ít, nhưng ánh mắt sáng rỡ, đen như mực, sáng như sao trời bảo thạch. Xem như ra ngoài rồi, tổng cộng thu hoạch được 3 quả hóa yêu, quả quý giá nhất cho huyết long mã, còn lại mình dùng, đủ để đột phá chướng ngại cảnh giới âm dương. Lâm Nhất âm thầm suy nghĩ, mắt nhìn quanh bốn phía. Vù! Một tia sáng màu lửa máu vụt đến trước mặt như tia chớp, lại là huyết long mã chờ đợi đã lâu, thân thiết chạy đến. Đi, rời khỏi nơi này trước. Gương mặt căng thẳng của Lâm Nhất lộ ra nụ cười, nhưng nơi này không an toàn, vẫn phải rời đi trước rồi nói. Đúng lúc này, hắn nhíu mày, khu vực này yên tĩnh đến mức quỷ dị, so với cảnh náo nhiệt lúc đến, không có tiếng động nào, không hề có sức sống, giống như một vùng đất chết. Phù. Đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Là hắn ta. Trong mắt Lâm Nhất lập tức dâng lên sát ý lạnh lẽo, là Âu Dương Hạo, chính là tên Âu Dương Hạo bại trong tay hắn trước khi hắn tranh đoạt cây luyện yêu. Âu Dương Hạo được trưởng lão Tiêu Vân Tông liều chết cứu về, nhặt lại được một mạng, sau đó bỏ trốn mất dạng, không còn xuất hiện nữa. Tiểu Kiếm Nô, ngươi nên nhớ rằng ngươi đã nói. Từ khi ngươi xuất hiện ở dãy núi Thiên Lăng thì đã là người chết. Mạng của ngươi nằm trong tay ta. Ánh mắt Âu Dương Hạo lạnh băng, lạnh đến mức dọa người. Toàn thân Lâm Nhất dâng trào yêu uy thương long, đôi mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn Âu Dương Hạo. Thật hung ác. Âu Dương Hạo thấy ánh mắt của Lâm Nhất, khóe miệng cong lên vẻ giễu cợt, kiêu ngạo cười nhạo. Huyết long mã tức giận nhìn lại. Một luồng long uy cực kỳ sắc bén lan tràn từ trên người nó, rõ ràng nó không thích thái độ của Âu Dương Hạo. Lâm Nhất an ủi nó, không để nó manh động, hắn nhạy bén cảm giác được chuyện này không đơn giản. Một Âu Dương Hạo mà dám xuất hiện ở trước mặt hắn chẳng khác nào đi dâng mạng, chắn chắn hắn ta có chỗ dựa. Nụ cười trên mặt Âu Dương Hạo càng lúc càng nồng đậm, nhưng đột nhiên hắn biến sắc mặt, vẻ mặt hoàn toàn trở nên u ám lạnh lẽo. Hạ giọng quát lên, chết đến nơi mà còn không biết, Lâm Nhất, ngươi quỳ xuống cho ta. Thịch. Trái tim Lâm Nhất đột nhiên đập thịch, cảm nhận một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Chợt thấy bầu trời trên đỉnh đầu, một đốm đen không ngừng hạ xuống, kèm theo đó không gian xuất hiện dao động từng đợt, phương hướng Lâm Nhất đứng giống như bị giam cầm. Một ông lão đứng cạnh đốm đen. Ông ta đứng lơ lửng, điều khiển đốm đen không ngừng chấn áp. Ông lão đó lại là cao thủ bán bộ thiên phách. Chuông huyền âm. Đợi đốm đen đó hạ xuống, cuối cùng Lâm Nhất cũng thấy rõ, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc. Chuông này không phải đã bị hắn một quyền đánh nát rồi sao? Không đúng, cái này là hàng thật của bí bảo đó, cái bị hắn đánh nát là một món hàng phục chế. Chết tiệt, đám người Trần gia lại đến bản gia ở thành Lôi Châu. Lấy bản thể của chuông huyền âm về. Hắn đã đánh giá thấp sự vô sỉ của đám người này, hoàn toàn không có bất cứ đạo nghĩa nào đáng nói. Mâu thuẫn giữa hậu bối lại dùng đến cả thủ đoạn như vậy, thậm chí còn mời cả cao thủ bán bộ thiên phách. Ngươi đi trước. Trong lúc mấu chốt, khí huyết trên người Lâm Nhất sôi trào, đẩy huyết long mã ra. Vừa mới đẩy ra, chuông huyền âm đã dừng ở độ cao trăm trượng trên đỉnh đầu Lâm Nhất. Một luồng uy áp vô biên hạ xuống. Tiếng chuông lan ra, lục phủ ngũ tạng của Lâm Nhất lập tức xuất hiện những vết nứt, khóe miệng tràn máu, sắc mặt lập tức tái nhợt. Huyết long mã hoảng sợ, nó muốn xông vào, nhưng trong không trung xuất hiện những đường linh văn cổ xưa buông rủ, đẩy nó bay ngược trở về. Sắc mặt Lâm Nhất âm trầm, hắn nhìn về phía ông lão áo đen đứng trên núi không xa, trong mắt có sát ý vô hạn. Chuông huyền âm hàng thật được ông lão bán bộ thiên phách điều khiển, phong tỏa không gian này, đúng là không cho hắn bất cứ đường sống nào. Vụt, vụt. Đúng lúc đó, sau lưng Âu Dương Hạo, một làn sóng không gian lóe lên. Trần Tử Ngọc, Sở Mộ Viêm và đám người Tần Húc lần lượt phá vỡ mật cảnh kiếm tông, hiện ra thân hình. Sắc mặt bọn họ không tốt, người nhếch nhác, vết máu trên người còn chưa khô.
Từ đỉnh mây đó đáp xuống, dù đám thiên tài yêu nghiệt có nhiều bảo khí hộ thân, lại dùng linh dược bảo mệnh tu dưỡng nhiều canh giờ cũng chưa thật sự hồi phục đến đỉnh cao. Tần Húc, Cổ Dương và hai huynh đệ Kim gia nhìn thấy Chuông Huyền Âm và Lâm Nhất bị trấn áp thì đều hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ nhìn về phía Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc, phát hiện vẻ mặt hai người này lạnh lùng, không hề có gợn sóng, lại sắp đặt sẵn đường lui. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai người ngay thật sự quá đáng sợ. Ngươi hại ta và Sở huynh không hoàn thành được mệnh lệnh của U Nhược Điện Hạ, thật sự cho rằng vẫn còn mạng để sống hay sao? Mật cảnh kiếm tông này chính là thế cục chết chắc bày sẵn cho ngươi, chỉ cần ngươi dám xuất hiện, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Sở Mộ Viêm không biểu lộ cảm xúc gì, sắc mặt kiêu ngạo, lạnh lùng nói. Trước kia tha cho ngươi một đường sống, ngươi không biết cảm kích, còn buông lời ngông cuồng đấu một trận với ngươi trên Vân Đình. Ngươi là cái thá gì, có tư cách đấu với bọn ta sao? Bây giờ cho dù ngươi có quỳ xuống trước mặt ta, ta cũng không thèm liếc mắt tới ngươi. Trần Tử Ngọc kìm nén cơn giận đã lâu, bây giờ thấy đã nắm phần thắng, vô cùng tự phụ. Giữa mi mày hiện lên vẻ cao ngạo lạnh lùng, coi thường Lâm Nhất. Chỉ riêng cao thủ bán bộ thiên phách, Lâm Nhất đã không địch nổi, huống hồ còn có bí bảo Chuông Huyền Âm. Dù có nhìn thế nào, Lâm Nhất cũng đã ở đường cùng, chỉ có một con đường chết. Dưới không gian phong tỏa của Chuông Huyền Âm, khí huyết trong người Lâm Nhất sôi trào, gương mặt tuấn tú quỷ mị của hắn lạnh băng. Tử cục này là điều hắn chưa từng gặp. Trước kia cũng có cao thủ thiên phách ra tay với hắn, nhưng đó là ra tay khi tức giận, chưa từng đặt bẫy, luôn sẽ có một đường sống. Nhưng bây giờ lại là Trần Tử Ngọc liên kết với cao thủ bán bộ thiên phách đặt bẫy trước, chặn hết đường sống của hắn. Trận thế lớn là thế, lại còn là cái bẫy cẩn thận như vậy, đúng là không chừa một đường sống nào. Trong lòng Lâm Nhất bùng lên lửa giận, hắn thật sự đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của đám người này, cũng đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Khuynh Nhược U. Nực cười, khi xưa hắn còn nghĩ mình quang minh lỗi lạc lấy được thần thạch tử diệu, cũng cho đối phương và mình cơ hội giao đấu. Nếu thua thì hắn cam tâm tình nguyện rút lui. Với thân phận của nàng ta sẽ không đến nỗi hẹp hòi như vậy, dù sao hắn cũng không làm sai. Lâm Nhất hắn không làm sai gì cả. Nhưng rõ ràng người phụ nữ đó không những bụng dạ hẹp hòi, mà còn giả tạo cực kỳ. Không nói tiếng nào đã bước mình vào đường cùng, e rằng sau khi hắn chết, danh tiếng của ả đã cao lại nâng cao thêm. Truyền ra ngoài chắc chắn sẽ biến thành hành động vĩ đại của Thất Tú Thiên Lăng nổi giận vì hồng nhan, giết chết kiếm nô của Đại Tần. Lâm Nhất hắn sẽ biến thành một tên hề nhảy múa, thêm một đề tài nói chuyện cho dung mạo khuynh thành của nàng ta. Đê tiện. Lâm Nhất rất ít khi chửi rủa người khác trong lòng, nhưng lần này hắn thật sự tức giận. Hắn đến đây đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết, nhưng chết một cách ấm ức như vậy, hắn thật sự không cam lòng. Dám chiến đấu với ta một cách đường đường chính chính không? Trong mắt Lâm Nhất tỏa ra sự sắc bén. Lạnh lùng nhìn đám người Trần Tử Ngọc, hạ giọng quát lên. Hắn là kiếm khách, có phong mang của mình, hắn một lòng hướng kiếm, chưa bao giờ sợ chết. Dù bảy người bọn họ hợp sức chiến đấu với hắn một trận, mình không địch lại mà chết, hắn cũng sẽ cam lòng. Kiếm của hắn chỉ cần tỏa ra phong thái của mình, tỏa ra ánh sáng thuộc về Lâm Nhất thì chết cũng không uổng. Nhưng bị cao thủ bán bộ thiên phách dùng bí bảo trấn áp, chết một cách âm ức, kiếm của hắn. Bản thân hắn đều không cam tâm. Dám chiến đấu với Lâm Mỗ không? Lâm Nhất lại hét lên lần nữa, ý chí chiến đấu sao động trong mắt. Đám Trần Tử Ngọc không nói, sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, giống như nhìn một tên hề. Vẻ mặt đó giống hệt với Khuynh Nhược U ngày hôm ấy, rõ ràng viết đầy ba chữ ngươi không xứng. Trong cơn giận, Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng. Khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào, kiếm ý toàn thân sao động. Kiếm âm leng keng kèm theo tiếng thương long thét gào không ngừng đánh phá, một kết giới vô hình bỗng dưng xuất hiện ở phạm vi 100 mét xung quanh. Kết giới đó được tạo thành từ những đường linh văn cổ xưa buông rủ, trên linh văn đầy những ký hiệu, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo âm u. Lâm Nhất giẫm mạnh chân xuống mặt đất, xác thịt mạnh mẽ của hắn giống như man thú, không ngừng tông phá. Ầm, ầm. Nhưng mỗi lần đều bị đẩy ngược về,
xương cốt Lâm Nhất cũng bị đánh xuất hiện những vết nứt. Chuông cổ treo lơ lửng trên đầu lại không hề lay động. Cảm giác được lửa giận và sự căm phẫn của Lâm Nhất, Huyết Long Mã ở một bên phát ra tiếng kêu trầm thấp, sốt ruột đến mức nước mắt dâng tràn nơi vành mắt. Phụt! Lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Lâm Nhất tái nhợt, bình tĩnh lại. Tình trạng thê thảm như vậy lọt vào mắt đám Thất Tú Thiên Lăng lại mang đến cảm giác hả hê vô cùng. Sự giễu cợt trong mắt bọn họ càng sâu đậm, vẻ mặt dữ tợn, đây mới là hình ảnh bình thường của bọn họ. Một tên kiếm nâu nho nhỏ thì nên chật vật đáng thương như vậy, khổ sở dẫy dụa nhưng không làm gì được. Đó mới là khí phách mà Thất Tú Thiên Lăng bọn họ nên có, một tên kiếm nâu nhảy tới nhảy lui, còn nhảy đến vân đỉnh buông lời ngung cuồng, cho mặt mũi không lấy, còn ra thể thống gì. Mặt mũi bọn họ để đâu? Trong lòng bọn họ vô cùng hả hê, ngay cả vết thương trên người cũng không có cảm giác gì nữa, ai nấy không khỏi hiện lên ý cười nhàn nhạt nơi khóe miệng. Lâm Nhất liếc mắt, nhìn về phía ông lão áo đen trên đỉnh núi ở xa xa, lạnh lùng nói, Trần Gia Lôi Châu, dù có so sánh với cửu đại bá chủ cũng không thua kém. Không biết xấu hổ như vậy sao? Lại mời trưởng lão bán bộ thiên phách đến ra tay với ta, thật sự đánh giá cao ta quá. Sự giễu cợt này cũng khá chói tai. Dù sao Lâm Nhất cũng chỉ là cảnh giới Dương Huyền đỉnh phong viên mãn, chỉ mới 18 tuổi. Ông ta tuổi đã cao, tu vi thiên phách, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ là một trò cười cực lớn. Nhưng ông lão áo đen đó lại không vui không buồn, trên mặt ông ta hiện lên ý cười nhàn nhạt, khẽ giọng nói, tiểu hữu đừng hiểu lầm. Lão phu không ra tay với ngươi, chỉ trùng hợp cầm chuông đi ngang qua mà thôi. Quả nhiên là người một nhà, vô sỉ như nhau. Thế này mà còn không tính là ra tay, phải đích thân xuống đây, trưởng chết mình mới tính sao? Lâm Nhất không biểu lộ cảm xúc gì, xem như đã hiểu. Trần huynh, hắn đã muốn chiến thì ngươi cứ thành toàn hắn đi. Hừ, để hắn chết một cách cam tâm tình nguyện. Đừng để hắn nghĩ rằng Thành Thiên Lăng chúng ta thật sự không còn ai trị được hắn. Sở Mộ Viêm đột nhiên lên tiếng, lạnh nhạt nói. Ta cũng đang có ý này. Sắc mặt Trần Tử Ngọc lạnh như băng, cả người hắn ta bao phủ bởi một tầng sương lạnh, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến đối phương có cảm giác như rơi vào hầm băng. Hắn ta lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, gằn giọng nói, đừng tưởng rằng có kiếm ý cao cường thì tự xem mình là vô địch. Dù mạnh như Nam Cung Vãn Ngọc thì cũng chỉ lọt vào 10 thứ hạng đầu trên quần Long Thịnh Yến, không cách nào tiến vào 3 thứ hạng đầu được. Trước kia, nếu không kiêng kỵ sợ làm hỏng quả hóa yêu thì trên cây luyện yêu, ta chỉ cần một ngón tay là có thể diệt được ngươi. Vừa dứt lời, uy áp võ học thuộc về cảnh giới âm dương viên mãn trên người Trần Tử Ngọc ào ào tuôn ra. Trong mắt những người còn lại trong Thất Tú Thiên Lăng đều xẹt qua tia khác thường. Bọn họ đã sớm phát giác được tu vi của đối phương cao đến mức đáng sợ, nhưng không ngờ hắn ta đã thăng cấp lên cảnh giới âm dương viên mãn rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 88.